Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn được khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã kể về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Sơn hoàng vũ a gmail.com. Còn nếu các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799 và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook chuyện ma phủ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất là trên đó Mọi người là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện Và đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha Um, và còn đó những bạn bè nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy đó mình sẽ tự quy ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình để giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn nha à, thế rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ uh, đọc tên các bạn mà comment sớm nhất là tầm một năm trăm ngày hôm qua à, Thì ở tập 1 Xin 1503 ngày hôm qua Thì ở tập 1503 ngày hôm qua Các bạn mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Uyên Trần cảm ơn uyên trần rất là nhiều hen rồi mọi người ơi uh, lưu ý giúp mình cái này hen tại vì hôm nay là tập một um, thì tại vì uh, mình kể chuyện trẻ giúp xíu nên là hai tập nó sẽ khá là gần nhau uh, mình sẽ đăng cái tập này lúc khoảng chừng cỡ 11 giờ đêm và 12 giờ trưa ngày hôm sau là mình đã đăng tập tiếp theo rồi Thế nên là mọi người lưu ý kỹ bất câu mười bọn sẽ bỏ sót một tập nha chứ thật ra là mình không nghỉ một ngày đâu mọi người nha mình vẫn kể liên tục chẳng qua là nó hơi sát với nhau mọi người tưởng là mình nghỉ một ngày hen là bởi vì hôm nay là mình đi uh, với một cái lý do của rất là chính đáng là mình có đi tảo mộ ba của mình ở trên lễ thiêu và khi chiều về mình tính kể chuyện ấy, thì có một cái à, trong gia đình mình là có mời mình dự tiệc à, một cái um, buổi tiệc tất niên một buổi tiệc sinh nhật thân mật luôn đã là thành ra là mình à, phải đi dự tiệc đó mọi người thấy không? cái cái áo mình đang mặc trên là là mình mới vừa đi dự tiệc về là 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 là, là, là nhảy vô là kể chuyện luôn á chứ chưa chưa kịp thay áo luôn ha mọi người ha rồi đó đó là như vậy ha mọi người lưu ý giúp mình làm nhớ là mình theo theo dõi uh, hai tập liên tục nó hơi gần nhau xíu làm một nghìn năm trăm lẻ một năm trăm 1904 và 1505 nó sẽ hơi gần nhau chút xíu mọi người nghe. Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì rồi, câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người là do một một chị chị này chị tên là là Lan, chị Đặng Lan, chị đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì uh, hiện tại tới bây giờ thì chị này chị nói là năm 1976, chị đã 11 12 tuổi. Thì mọi người tính thử giùm mình có tới bây giờ bà này bao nhiêu tuổi ta à, Tức có nghĩa là bà sinh năm 1964, 65 gì đó Thì cho tới bây giờ là chị cũng đã 40 mấy hả 40, 40 mấy gần gần 50 tuổi rồi hen Đó, thì chị kể về mỗi câu chuyện mà ngày xưa là Lúc đó khi mà chị và gia đình của chị là có đi khu kinh tế mới Là có gặp rất rất là nhiều những câu chuyện ma xung quanh cái khu vực này luôn thì nó là năm 1900 sau khi mà năm 1975 thì bắt đầu tới những năm 76, 77, 78 thì bắt đầu là à, đã có kêu gọi, à, đã có kêu gọi à, đi kinh tế mới à, lúc đó là có lâm đồng này nọ đâu kia đó không? tuy nhiên á là, là gia đình của chị á thì lại đi ở trên một cái vùng đó là cái vùng huyện Bình Long ở tỉnh Sông Bé bây giờ tỉnh Sông Bé không còn nữa mà đã thành là sát nhập vô thành là gọi là tỉnh Bình Phước rồi đã là những cái nơi mà nổi tiếng về trồng cao su rồi trồng điều này nọ đâu ha đã là những mình cái thời điểm đó thì chưa trồng cao su cái lúc mà cái lúc mà chị cùng với gia đình đi lúc đó chị chỉ mới có khoảng cỡ 11, 12 tuổi thôi thì vẫn phải đi tại vì gia đình đi hết thì chị phải đi theo thì lúc đó chị nói là ở dưới cái chỗ mà tỉnh sông bé là cao su thời điểm đó là có nhưng mà nó ít lắm nó chưa có được nhiều như là cái tỉnh bình phước như bây giờ rồi thì tới đó chủ yếu là làm ruộng làm ruộng và làm rẫy ví dụ như là trồng khoai trồng lúa trồng khoai nọ đồ là là nhiều thôi thì khi mà đi đến đó như vậy đương nhiên À, khi chúng ta được gọi là đỉnh định cả đỉnh cư mà có nghĩa là tới đó rồi bắt đầu là trồng ruộng trồng rẻ ở đâu á là chúng ta sẽ cách đó độ khoảng chừng cỡ hai ba trăm mét gì đó là sẽ có một cái làng à một cái làng một cái xóm rồi cũng như là xây trời ơi, làm gì có mà nhà tường toàn bộ là 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 là, là, là nhà lá nhít lá cột cột ấy không mà đó là cột cây này nọ đồ lên như vậy rồi, ở tụm, tụm 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 với nhau để mà ở như vậy thì rồi cái câu chuyện đầu tiên chỉ nói là lúc đó là gặp ma khi còn làm nó nó sẽ chia làm hai phần nha cái phần đầu tiên là gặp ma khi còn làm rẫy và cái phần thứ hai sẽ là gặp ma khi mà đi làm cao su à đi làm trong cái vườn cao su thì đây là phần một là ma là gặp ma lúc mà mà trồng rẫy thì cái lúc đó đó khi mà 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 đưa lại mọi người biết không? cái lúc đó những cái dụng cụ khi mà làm ruộng làm rẫy đó toàn bộ là đều là tận dụng lại uh, của những cái thời mà chiến tranh à thật kiểu như là những cái đồ mà kiểu như là đồ mười mấy năm hai chục năm luôn á nó rỉ xét tùm lum tùm la mà nó rất là cuồn à nó rất là cuồn cái là nó không có được bén thành ra là làm nó rất là cực nó cực dữ lắm những cái lưỡi liềm những cái cuốc này nọ rồi những cái xà beng này nọ rồi nó, nó 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 rất là là cuồn luôn thì rồi đó uh, trong lúc đó thì chỉ đó chỉ về làm được khoảng chừng cỡ 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 một vài tháng thì cái chuyện mà tai nạn lao động tại vì thật sự như nằm những cái người mà người ta đi uh, đi tới khu uh, kinh tế mới như vậy không ai, không không phải ai cũng là nông dân cả những à, có những người người ta đang sinh sống ở trên sài gòn người ta kiểu như là chỉ biết là buôn gánh bán bưng đây à buôn gánh bán bưng hoặc là người ta trước đó người ta từng làm trong văn phòng người ta làm trong nhà nước này nọ nọ kia không có ai biết cầm cái cuốc cây xẻng trên lắm ít lắm đã hình ra là khi mà về đây đó thì khi mà làm thì cái chuyện mà lao uh, tai nạn lao động này lỡ như cuốc vô chân lỡ cuốc vô tay hay là sao 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 đó thì nó nhiều dữ lắm đã và còn cái chuyện mà về y tế bông băng thuốc đỏ rồi thuốc kháng sinh ờ à, gì à? ba cái oxy gà để tránh nhiễm trùng mày nọ đồ thì nó có đâu nó nó rất là nó rất là hiếm và gần như là là cũng không có luôn toàn là dân gian không à lại lỡ bị như vậy xong bắt đầu là lấy tỏi hein? lấy tỏi đắp vô hay là lấy những cái thuốc rê thuốc lá lắm ngày xưa thuốc lá cũng không có thuốc rê thôi lấy thuốc rê đắp vô để cho nó nó, nó hút hết chất độc ra rồi vậy thôi à đã rồi thì một cái lần hôm đó đó là có một cái ông đó cái ông đó thì bây giờ mình kêu bằng cái thứ tự đi cho dễ kêu ông đó là ông năm đi thì uh, lúc đó thì chỉ nhớ bây giờ chỉ kêu bằng ông năm đó chứ thật ra chị nói lúc đó chỉ khoảng cỡ 11, 12 tuổi chắc cái người đó khoảng chừng cỡ 40 mươi bốn mươi bốn mươi ngoài à, à rồi thì đó lấy kêu bằng chú mới đúng không ạ à, là chú năm thì uh, chú năm thì cũng không phải là họ hàng gì nhà chị cả chỉ là những người mà đi khu kinh tế mới chung thôi thì cái lần hôm đó đó là ổng có cuốc thì kiểu như là ra ngoài đồng thì cái đang túm tụm túm tụm làm như vậy bắt đầu là nghe ông la lên Ờ à, đang mới đầu thấy ông cuốc hăng xem ông la có ông, ông la lên như vậy đó thì bắt đầu thấy ông ông ông, ông chạy như ông giục cái cuốc mà ông ông chạy ông lụm lụm gì đó đó ông chạy ông lụm lụm gì đó xong cái bắt đầu ông ông chạy cạch họt, cạch họt, cạch họt, ông chạy nè thì đây bắt đầu mới tụm lại mới hỏi vụ gì uh, chú năm kim trời đất ơi thôi bây giờ tao cuốc mẹ vô ngón giò cái tao nó nó rớt mẹ ngón giò cái luôn rồi mà ổng vừa cầm mà ổng vừa đau nghe mà không phải là ổng ổng không phải là ổng ghẹo đâu mà kiểu giống như là ổng cố gắng ổng bình tĩnh mọi người hiểu không ổng cầm cái ngón giò cái ông dơ lên ông kêu trời đất ơi tao cuốc sao nó cuốc mẹ vô trong cái ngón giò cái rồi gọi giờ làm sao giờ trời ơi đau quá rồi nhức quá trời nhức rồi đó đây trời ơi đây người ta cũng nhìn tao cũng hết hồn đó không cầm cái ngón giò cái ông lên mà nó kiểu như là máu trong cái chân ông tứa 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 là rất là ghê đó mà lúc đó đó thì mọi người đừng như nãy mình có nói rằng là những cái láng trại những cái khu những cái làng nó ví dụ như làng xóm đó là cách cái rẫy đó tới độ khoảng chừng cỡ 100 200 m mà toàn ngày xưa toàn là đi bộ không mẹ à, chứ mà xe đạp xe điếc gì đâu có đâu đó là người này người kia phải thi nhau là phải kiểu như là phải cổng ông về à phải giác cổng ông về như vậy sống ống sống bình thường ống sống uh, được khoảng chừng ở đâu ba bốn tháng sau hai ba tháng sau đã mới chết là bởi vì bị phong đoàn gánh đó mùi không phong đoàn gánh là là một cái bệnh nếu như người nào chưa biết ấy, thì mình giải thích nhanh là nếu như là những cái đồ mà rỉ xét ví dụ như mình đạp đinh nè, hay là mình bị cái gì đó mà cái rỉ xét á, nó dính vô cho mình thì cái rỉ xét nó sẽ có những cái con uh, những cái con virus hay những cái cái nắp à là nếu như chúng ta không có được oxy già chúng ta không có uh, uh, vệ sinh này nọ nọ kia nó nghe là chúng ta để về dài dài là chúng ta sẽ bị phong lồn gánh rồi bị coi giật luôn á bị 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 coi giật đi nọ đồ là chết á thì trường hợp của ông chú năm là giống như vậy kiểu như vậy thì về thì cũng cũng có uống thuốc chút đỉnh vậy thôi à rồi cũng rửa nước rồi đó đắp tỏi nọ đồ vô cái bắt đầu ông sốt à mấy bữa sau là ông sốt lên sốt xuống cái hết sốt ông đi ra làm ông nói bây giờ cái chân ông rất là nhức và nó sưng dữ lắm sưng là đau độ chừng có ông, ông cũng gọi là cũng là, trong sớm người ta gọi ông cũng là gọi là lì đó gọi là châu bò là lì đó Trời ơi cái gì bệnh như vậy mà không có thuốc thang hỗ trợ gì hết mà ổng ráng ổng cầm cự được hai ba tháng nữa nghe đã mà ổng biết lúc đó lúc đó càng ngày ổng càng nặng rồi ổng lên cơn coi giật ổng yếu dữ lắm rồi ổng còn dặn dò à là bây giờ phải đi về quê nó quê ổng ở đâu ở, ở ở ở quy nhơn ở đâu đó ở ngoài ở ngoài miền trung á đó là đi ra ngoài là bây giờ là ổng còn vợ còn con ở ngoài rồi gì gửi lời này nọ nọ kia rồi đó nhưng mà đường xa xa xôi quá Trời ơi bây giờ mình nói từ từ Sài Gòn mình đi Quy Nhơn đây 6 700 cây mình còn thấy xa chứ đừng nói ngày xưa. Ngày xưa nhiều khi người ta còn không biết Quy Nhơn là cái chỗ nào nữa. Đã cũng hứa cho qua trọng vậy thôi nè chứ cũng đâu có ai mà thực hiện được. Thì rồi sau đó bắt đầu là ổng cũng một trong một cái lần mà coi giật, coi giật rất là mạnh và ổng cũng đã nhắm mắt ông xuôi tay đi. Ổng cũng đã qua đời cái thời điểm khi mà ông chú năm này ông 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 qua đời như vậy cũng là cái lúc á mà người ta đưa những cái người dân khác rồi những người mà tứ xứ nọ đồ về cái khu kinh tế mới này nhiều hơn đã đi đương nhiên khi khi mà ông 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 năm mất như vậy thì những người trong làng này thì biết biết cái câu chuyện ông mất nhưng mà còn những cái người mà đến sau thì thì người ta đâu có biết đâu mọi người người ta mới tới mà như vậy mà mà khi người ta mới tới đấy ở trong cái làng này không còn chỗ để ở nữa người ta mới bắt buộc người ta phải dời tới gần cái khu rẫy để người ta ngồi người ta ở đã người ta dựng lên những cái nhà người ta giờ ở đó đó thì lúc này mọi người cũng đã đoán được những câu chuyện xảy ra em cái uh, những người này thì lâu lâu kiểu như gặp nhau nói chuyện này nọ đâu cũng bình thường thôi à vậy chứ nói xưa nghèo khổ rồi chứ mà cái tình thương mến thương này nọ đồ chồm xóm láng giềng dữ lắm mọi người đó chứ không phải như <laughs> như như bây giờ đó ha đó thì lâu lâu người ta cứ gặp người nói, nói ủa sao không có cái ông nào ông khùng khùng điên điên trời ơi đây tao làm mà ngày xưa đó cái chuyện mà làm khu kinh tế mới đó là mình làm cái ruộng cái rẫy đó đâu phải là của mình cái ruộng cái rẫy là của người ta mình chỉ làm mình chỉ là ăn lương ăn này ăn nọ thôi à nó nói ông đó không có bị khùng không Trời ơi sáng ngày tối đêm mình làm mệt chết mẹ rồi sáng 4-5 giờ đi lúc mặt trời chưa mọc về lúc mặt trời lặn rồi Vậy đâu mà nửa đêm nửa hôm 11-12 giờ đây người ta đang nằm ngủ trong trong láng chạy, Đang nằm ngủ trong nhà mà ổng cầm cái cuốc ổng cứ cuốc cà bập cà bập cà bập cà bập cà bập vậy hoài không ai ngủ được chứ Mà đi ra cái mà nói ổng cái cái ổng im Đi ra nó ổng cái ông im cái ông, ông 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 giác cái cuốc lên trên vai ông đi. Ông điên hồi nó tôi mới vừa nằm ngủ mà lúc đó là cũng phải là cỡ hai hai ba chục người nói đó, tại vì mỗi lần người ta về vậy là ở nguyên một cái làng vậy là hai chục người ba chục người nó trời chạy ra nói vậy. ông xong kia bắt đầu là đi, vừa mới nằm ngủ nghe tiếng cà bộp cà bộp cà bộp thấy ông đi ông ông cứ cuốc ông cứ cuốc mà ông cuốc con chỗ à ai đời đâu dụ như người ta làm ruộng làm rẫy người ta cuốc ta phải di chuyển chỗ này chỗ kia chứ ông ông cuốc ông cứ cuốc con chỗ ông cuốc bộp 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 ông đứng im con chỗ ông cứ cuốc hoài cuốc hoài cuốc hoài cuốc hoài vậy đó đã thì bắt đầu là những cái người ở những, những người ở chỗ mới mới kể lại cho những người ở chỗ cũ nghe thì khi mà những người ở chỗ cũ nghe người ta cũng đoán già đoán năng ở có khi nào là ông chú năm này ông hiện về ông ta đã tại vì ông ông cũng mới vừa chết cách đây độ chừng cỡ tháng mấy hè đó rồi bắt đầu là những người mới người ta về người ta ở đó à rồi cũng cũng nói cũng nói cho những cái người mới người ta nghe nhưng mà những người mới thì cái kiểu như vậy đương nhiên là tình thương mến thương thì nhiều nhưng mà cái sự ngày xưa cái chuyện mà ma cũ ăn hiếp ma mới đó là cũng có thì người ta mới nói, trời ơi đừng nói thấy tôi mới về rồi thì bàn chuyện ma chuyện có có đâu ma cỏ tôi uh, nghe kể đâu là uh, ma cỏ là cái chân uh, không có chạm đất uh, rồi cái hình hài đồ đó mờ mờ ảo ảo ghê lắm có này tôi ra tôi thấy ổng bình thường à như người ta vậy đó ổng mặc đồ ổng còn quấn cái khăn gằn trên đầu ổng gì nè ông đứng chân ông chạm đất ông trời ơi ma nào mà ma cuốc đất nó nói như nghe không có tin được đã rồi đã gặp đã gặp ma người ta kể lại cho nghe rồi còn bài đặt không tin đúng không đã, xong cái đâu chừng cỡ mấy bữa sau nó mấy người này cũng gặp gặp nhau vậy mới đầu nó trời ơi không lẽ ông này ổng 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 là ma thiệt ta tại vì tối hôm qua nè nghe không trời ơi, sáng nay tụ họp lại bắt đầu mới kể là bốn năm căn nhà bốn năm căn nhà luôn tối nó đang nằm ta ngủ vậy nè cái uh, nghe tiếng cuốc bập 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 vậy đó cái cũng đi ra cũng chửi nói ông nội ơi thôi để để dân đây người ta ngủ sáng mai người ta làm sớm một cút bập, bập bập hoài ông cũng im ông cũng dắt cái 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 trên cái, cái, trên vai ông đi ông đi xong cái vô nằm ngủ xíu cái bắt đầu ông tới từng nhà luôn ông tới từng nhà cái cái ông ông gõ cửa vô cái ông nói mà ông ông nói cái giọng thì đương nhiên mọi biết rồi những cái người mà người dân quy nhơn mà à, bây giờ thì mọi người nghe cái giọng quy nhơn mọi người dễ nghe tại vì nó đã sao ta rất là đại trà rồi rất là nhiều những bạn lên trên mạng rồi rồi, rồi bắt đầu nói cái tiếng nói miền trung mọi người nghe mọi người quen chứ còn ngày xưa đó ngày xưa mà ở dân miền trung nam mình á mà nghe những cái giọng mà ở ngoài trung rất là khó nghe nghe không hiểu đã thì những người này người ta mới nói là ông này ông vô ông nói cái gì đó ông nói cái gì mà vợ vợ rồi con con ổng rồi cái gì ở dưới cái gì bình định vậy đó quy nhơn bình định gì đó nói là cái gì ổng hình như là ổng xin tiền để mà ông đi ổng bắt xe ổng về bình định hay là sao quy nhơn quy nhắc cái gì đó ổng mới nói như vậy thì bắt đầu khi mà ông nói vậy xong cái những người này người ta mới đi ra người ta mới đi ra ổng vẫn đứng ngay đó ông cứ cầm cái cú ông cứ dắt trên da ông cứ cầm cái cú ông đứng mà ông cứ lèm bèm lèm bèm vậy thì những người này người ta mới chửi Tôi kêu trời ơi tôi mà tôi có tiền tôi đâu có xuống khu kinh tế mới gì đâu Khu kinh tế mới thì toàn là những người, người ta khổ chết mẹ Người ta mới đi xuống đây Rồi ông giờ ông xin tiền rồi xe đò xe điếc thì nọ đồ Ông về quy nhân ông đâu ra thôi ông nội đi đi Thì chửi ông là ông đi Có nghĩa là ông không Ông hiện về một cái cách rất là linh thiêng Mà ông nói hiện về rất là thật Đã có nghĩa là ông, ông chửi ông cái là ông cũng quay là ông đi Ông đi, ông đi mấy bước xong tới cái nhà kia bắt đầu ông gõ cửa, ông cứ ông cứ xin tiếp đã ổng ổng cứ xin tiền tiếp là đi về quy nhơn vậy 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 đã rồi thì khi mà kể lại cho những người ở bên cái xóm cũ người ta nói đúng cái lúc mà ổng sắp chết đó tại vì nghe nói ổng đâu quy nhơn rồi ổng vô sài gòn ổng lập nghiệp gì đó trước những năm 75 rồi bắt đầu là sau năm 75 cái ổng mắc kẹt ở sài gòn luôn không có về được rồi bắt đầu là ổng khổ rồi nọ người ta mới bắt ổng đi kinh tế mới luôn đó là đó là quê ổng dưới đó đó mà nghe nói đâu là lúc mà ổng ổng sắp chết đó ổng cũng tâm sự là ổng nói là hơn chục năm nay là ổng cũng về quê bây giờ đó là chắc chắc con của ổng chừng có phải là 17, 18 tuổi rồi vợ ổng ngoài đó thì cũng lớn rồi đó thì ổng chỉ mong muốn là khi mà ổng chết đi đó là có ai đó là đưa ổng đưa xác ổng về đó cho ổng về đó ổng chỉ muốn nằm kế gần vợ gần con chứ ông không có muốn nằm mà đất khách quê người như vậy à thì lúc này những người ở bên cái xóm mới thì người ta cũng gọi là hơi tinh tinh đương nhiên thì hai một người tưởng tượng là hai chục người thì có người tin cũng có người không tin nó là trời ơi ông đó chắc nhầm khi ông xin tiền thiệt chứ ông cũng không, không phải là ma thì đến cái lần tiếp theo đó là trong đó thì trong cái sớm mới đó là cũng có một cái ông kia thì ông cũng đã nghe về những cái 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 cái, cái vấn đề là là là, là ma cỏ này nọ ông này ông kia nhưng mà đó ông không có gặp những người khác gặp thôi chứ ông này ông chưa có gặp ông cũng không có tin lắm nhưng mà rồi bắt đầu đó là cái hôm bữa đó đó thì trong cái lúc mà đang ngồi kể Ừ ông đó ông tới ông xin tiền để ông về Quy Nhơn này nọ đó kia. Cái ông đó ông mới chửi. Ông kêu trời nó thôi mấy cái thằng này nó tàu lao này nọ đồ đá về đây ai cũng khổ không Trời bây giờ có tiền mua một cái vé xe mà đi về tới được cái quy nhân bình định của nó thôi tao để tiền nó Tao để dành tao mua đồ ăn tao ăn chứ ai đâu mà cho tiền nó nọ nó kia Gặp tôi nó nghe mà nó tới nó gõ cửa nó gõ cửa tôi mà ban đêm vậy thiệt Tôi nói tôi lấy đồ tôi giả vô đầu tôi lấy chỗ tôi quét khỏi nhà chứ đừng giỡn Đó à, cũng chửi bới lên Rồi đó thì khi mà chửi bới cũng mạnh miệng như vậy xong đó thì bắt đầu tối hôm đó ổng đang nằm ngủ ông cũng nghe à ông cũng nghe cái tiếng bập 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 thì khi mà ổng mở cửa ổng đi ra thì nó là tại vì cái nhà của ổng thì nó cũng nằm ở hơi gọi là hơi cuối hơi hơi cuối cái làng nó như vậy đó thì khi mà ổng mở cửa ra ổng dòm á ổng đứng ông chống lại ông dòm nếu mà cũng xa nha cũng núp mút mút đâu cũng phải chừng cỡ đâu năm chục mét nào mà đêm hôm đêm hôm mọi tưởng tượng là lúc đó đâu có đèn đốt gì có trăng nó sáng sáng như vậy nè thì cái rẫy cái ruộng thì nhìn nó đâu cũng đâu có cây cối đâu nó đâu có ấy đâu đó nó cứ xong tâm tấp tâm tấp như vậy nè, thì không nhìn Ông nhìn ông thấy cái ông đó ông cuốc bập 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 như vậy nè đã mà cái tiếng cuốc cái tiếng mà vang rất là xa một người nha năm chục mét mà nghe tiếng ông bập 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 như vậy nè cái ông này, ông này à thì ra là cái thằng này nè cái thằng này là cái kiểu như nó giống như là nó muốn tới nó xin tiền để mà nó có tiền nó đi về quê rồi ấy giờ uh, trong sớm trong làng không ai cho tiền nó nha bây giờ là nó cuốc bụp bụp nó làm phiền vậy để mình cho tiền nó kia nhá đã là cũng đi tới ông cũng đi tới mới đầu ông ông cũng đương nhiên thì mới đầu mình cũng không có kiếm chuyện thì ông tới ông cũng lịch sự ông cũng nói nó à, ông anh ơi ông anh làm gì ông anh đêm hôm ông anh cứ cuốc bụp, bụp 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 hoài ở đây sớm làng đây người ta ngủ rồi còn con cái người ta ngủ rồi nữa anh cuốc bụp, bụp bụp hoài cái ông đó mới nói chuyện à giống như là chọn mặt gửi vàng thì ông này là chính là cái người mà ông năm ông chọn ông không nói chuyện luôn làm gì em cứ bụp bụp cái ông kia mới quay ra anh ơi tự tôi đang tiệm món đồ món đồ là nó dính liền da tôi đó giờ chẳng may là nó gớt đi thì bây giờ ha tôi phải kiếm cho bằng được cái ông anh đây cái món đồ gì món đồ liền da cái món đồ món đồ liền da mà lại rớt mất tiêu thì làm sao mà rớt cái gì mà phải kiếm cho bằng được ông này em nói trời đất ơi ông năm nay tôi nhìn ông thì ông cũng độ phải tứ tuần là phải 40 tuổi rồi ông lẽ ông đảng chỉ đánh nổi mà cái gì mà nó dính liền da ông mà ông làm rớt cho bằng được ông nói chuyện nên sao nghe mắc cười vậy nên thì càng nói chuyện càng tới càng gần cái ông này ông mới đầu ông mới đứng nè ông mới đứng gì ông mới khum khum xuống bắt đầu ông mới sắn 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 cái chân ông lên nè ông sắn sắn cái chân lên bắt đầu ông đưa bây giờ mình thì mình mọi người biết rồi không không có đưa cái chân lên màn hình để mọi người coi được nhưng mà ý là ông ông đứng ông cầm cái chân ông cầm chân ổng dơ lên ổng à, ông cầm cái chân ông dơ lên ông dơ lên như vậy nè ông, ông đứng một chân ông dơ lên nó nè 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 ông ông nhìn ông nhìn tôi nè hả bữa tôi cuốc làm sao đó nó gớt mẹ cái ngón giò cái tôi đâu mất tiêu rồi đó mà người ta đem tôi người ta chôn tôi đó người ta quên chôn cái ngón giò của tôi đó giờ tôi về tôi cào tôi tôi, tôi đâu đây nè đâu đây nè tôi về tôi cuốc tôi, tôi, kiếm cái ngón giò của tôi để tôi tôi để xuống dưới đó mới được chứ bây giờ mất tiêu cái ngón giò rồi đó là à, tôi không có chịu trời đất ơi chôn người ta mà không có chịu chôn ngón giò theo sao kỳ quá đó để ông vừa nó ông vừa dơ lên mà cái ông kia ông kể nhanh dơ lên thiệt đúng cái lúc đó là giống như là cái cảnh tượng nó còn rất là tươi theo như ông nói là à là mấy tháng trước ông cuốc ông rớt cái ngón giò cái nhưng mà theo như cái cảnh tượng ông này ông nhìn được không phải là mấy bữa mà giống như là mới vừa cuốc mới vừa rớt liền mà tưởng tượng cái ngón giò của mình ngón tay của mình mà nó mới vừa đứt ra thì máu nó phúng lên dữ lắm thì ông nói là máu nè mà nó bắn tia đó máu mà nó bắn tia xịt 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 xịt, y như một người gọi là xịt tương ớt sịt nước tương vậy đó à, cái kiểu như nó xịt 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 xịt, mà nó văng 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 như người cái ông ấy đó cái ông mà lại hỏi chuyện á mới văng 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 trời ông này ông nói ông, ông điếng hồn mà ông kêu cái gì ghê trời bộ ông này ông không biết đau biết đớn gì mà ông bị rớt cái ngón giò mà ông còn dơ lên mà ông nói chuyện tỉnh bơ đã thì bắt đầu ông kia ông thấy văn măng ông nói, đó, cái gì ghê quá vậy ông nói ơi ghê quá thì quơ 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 lấy cái tay giống như là thấy máu văn, văn văn vô người nè thấy ghê quá quơ 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 như nè thì quay qua quay lại là mất tiêu đã quay qua quay lại là mất tiêu lúc này bắt đầu ổng cũng điển hồn nghe ổng biết là nghe không bắt đầu ổng cũng chạy về thì khi mà ổng chạy về đến nhà đó là người ổng còn dính nước không ổng tưởng là dính máu nhưng mà thiệt ra không phải là máu khi mà ổng về đến nhà như vậy dính ba cái nước thì mọi người biết ruộng rẫy mà ba cái nước sình nước bùn rồi đó, đó là nó dính đầy trên người ổng hết giống như cái ông đó ông ghẹo ông chọc ông, ông 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 giống như ông ông làm cho văng văn sình văn này nọ đồ lên trên người về về tới nhà là người ngợm nọ đồ, đồ là dính sình không đã đến sáng hôm sau bắt đầu là mới kể lại câu chuyện như vậy cái lúc này bắt đầu đương nhiên cũng sớm trên sớm dưới gặp nhau thì ông cũng kể chuyện ra thì ở dưới sớm dưới ta nói nó đúng rồi đã cái ông đó là lúc tôi 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 mới về cách đây chừng có năm mấy làm chung với ổng mà mấy tháng trời mà ông cuốc ống cuốc làm sao đó thì trời ơi ba cái cuốc sẻn ở đây đâu phải đồ mới đâu mấy cái đồ mà mấy chục năm không mà nó rỉ xét hết trơn à thì ông cuốc như cái ngón giò đó nó cũng là sao mà ống cuốc mạnh tay đứt luôn đứt luôn ngón giò thì lúc đó thì cũng ginh ổng về rồi ổng cứ cầm cái ngón giò vậy tôi nói trời đất ơi uh, thời thời điểm đó y tế này nọ rồi đó có chuyện mà giờ là cấp đông cái ngón chân rồi ráp vô lại được như thế thời hiện đại bây giờ bây giờ như cái còn khó Thành ra tao nói thôi Cái ngón chân nó rớt ra như vậy rồi đó Bây giờ nó cũng chết luôn rồi Ý là cái ngón chân nó chết rồi Rồi đem về làm chi bắt đầu là lúc mà cổng ổng về vậy thôi người Ta cũng tiện tay người ta, cũng văn mẹ luôn cho rồi vậy đó Đó nên thành ra là Bởi vậy á cái lúc đó khi mà kể nó có một cái chi tiết như vậy nè Cái chỗ mà ổng cút đứt cái ngón trò cái của ổng á Là nó ở một cái chỗ khác Còn cái chỗ mà ổng hiện về để mà ổng cút đất á Là một cái chỗ khác là bởi vì cái chỗ ông cuốc rớt ra ông lụm rồi ông vừa rớt ông vừa ông không xuống ông lụm liền đó nhưng khi mà người ta cổng ông về người ta dục ở một cái chỗ khác ý là cái ngón chân của ông là dục ở một cái chỗ khác nên thành ra khi mà ông hiện về ông bởi vì nó hơi bị mâu thuẫn là nói, ủa ông đó ông hiện về chỗ này thì những người ở xóm của nó không ông cuốc đứt cái ngón giỏ chỗ kia kìa cách cái chỗ này đến cả trăm thước lận sau kỳ vậy à, ông không phải đâu nghe coi chừng lộn đó nghe nhưng mà thật ra cái nguyên nhân là như vậy tại vì cái ngón giò ổng cái người kia người ta dục ở một cái chỗ khác mà ổng hiện về đúng cái chỗ ngón giò ổng thôi mà mọi người biết rồi có cái ngón giò cái như vậy rồi để, để tháng này qua tháng nọ làm ruộng làm rẫy người ta thu hoạch tới lui cào đất tới lui thì nó cũng đã lạc đi đâu Nhầm khi là chó tha mèo tha đi mất rồi đã rồi thì cái lúc này khi mà kể lúc này là cả sớm cả sớm như này người ta mới biết tới nổi đó nghe mà người ta nói là cúng vẫn cúng lúc này tin rồi tin rồi cũng cúng kiến đầu này nọ lên mà ổng cứ về hoài có như là giống như là cái cái dông hồn của ổng thì ổng cũng gọi là ổng 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 bất mê chấp ngộ mà không ổng không không mới chấp ngộ ổng cứ hiện về hoài cứ là lâu lâu cuốc bập 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 thậm chí là mấy đứa con nít nó còn nói nó ờ à là đêm hôm qua à, con nghe tiếng bập bập con gan đi đái con thấy ông đó ông đứng ông cuốc ông còn nhìn con đó là kể lại nhiều lắm thì mấy đứa con nít mà nó gặp thì mùa biết rồi nó bệnh nó gặp cái gì nó có bệnh nó gặp cái nó bệnh cái bắt đầu là riết rồi thấy cúng không xong rồi nọ đồ đó. mà thời điểm đó là khổ thấy mẹ đâu mà thầy pháp này nọ nó kia đó người ta tú cuối cùng rồi người ta mới quyết định là người ta phải dời luôn có nghĩa là ví dụ như mình nói là lúc đó ở đó đi là khoảng chừng cỡ đâu 10 tới 15 căn nhà đi thì khoảng chừng cỡ năm bảy căn nhà người ta đòi chuyển đi người ta nói thôi thôi bây giờ là kiếm chỗ khác đi dựng liều dựng trại đồ ở cất nhà lá ở chứ ở đây ông đó ông hiện về hoài mệt quá thì, thì 5 năm bảy căn nhà đi cái riết rồi cái những người mà không tin á người ta giống như là theo đám đông đó. thì đi rồi riết cái cũng đi 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 đi, đi luôn đó rồi, đó 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 là như vậy mọi người ha rồi thì sau khi mà đi hết rồi thì cái chuyện mà buổi sáng quay về làm mày nói, nói nói kia thì không sao cả, chỉ là buổi tối đó ai những vậy nó nghe khi mà nguyên cái làng đó người ta chuyển đi về đây người ta ở chung với cái làng mà cái làng cũ đó thôi bây giờ cũng chen chúc nhau ở mà Nhưng mà lâu lâu á đi đêm đi hôm đi ngang vẫn thấy đó. Có nghĩa là trong suốt theo như cái lời của chị Lan chị kể là trong suốt đâu phải chừng cỡ là 5 7 năm trời, từ những năm 7 đó tới đầu những năm 80 luôn á đầu như năm 80, 81 luôn là vẫn còn thấy ông hiện về hoài cứ giờ cứ gặp biết mà giống như là kiểu như là người ta nhàm người ta nhàm luôn người, nhà, người ta nói lâu lâu trời ơi tối qua mới thấy ông năm hiện vậy. ông Quốc đất bập bập nữa, không biết ông kiếm chừng nào không biết ông kiếm chừng nào để mà mà ông kiếm được cái ngón giò của ông tại vì bây giờ nó lâu quá rồi ai biết nó nằm hên, ở ở ở đâu rồi đó rồi đó 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 là cái câu chuyện đầu tiên là như vậy nha cũng nó cũng không có chuyện kết thúc mọi người kiểu giống như, như là hiện về riết rồi xong cái từ từ cái người dân người ta cũng quên lãng đi mất tới cái rồi cũng 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 thôi luôn ha mọi người ha rồi đó đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nói về một cái khu kinh tế mới như vậy thì bây giờ mình sẽ qua đến cái phần 2 là cái phần mà trong cái vườn cao su thì trước khi qua một cái phần 2 thì hôm hình như là hôm qua hôm, phải hôm qua hôm ta là mình cũng đã thông báo với mọi người là cái vấn đề về cái chi nhánh một của mình à, là đã bị à, coi như là không có cho thuê nữa. Tuy nhiên là rất là may mắn nha mọi người nha. Đã giống như là <laughs> ở hiền gặp lành mọi người hen. Đó là bạn Tuấn á, là đã tìm được một cái chi nhánh một, một cái địa mặt bằng mới. Nó sát kế bên mặt bằng cũ luôn mọi người. Cái mặt bằng mới là địa chỉ là 719 đường Ba Tháng Hai cái mặt bằng mới đó là 615 đường ba đã ngày tính ra là cách nhau có độ trăm số là coi là cách nhau chừng cả 50 căn nhà thôi đó thì nó sẽ nằm ở gần nó sẽ nói chung là một người kiếm địa chỉ là 615 đi mọi người nó sẽ gần nằm nằm gần ở cái chỗ cái cầu vượt á cầu vượt chỗ mà 3 tháng 2 với đường lý thái tổ đó đó nó sẽ nằm gần gần cái đoạn đó ha mọi người ha thì ngày mai thì đáng lẽ bây giờ là mình đã nghỉ tết rồi mình không có ra mình bán nữa đâu tại vì mình ở nhà để mà mình lo mình kể chuyện tết này nọ lo trang hoàng nhà cửa tuy nhiên là lo bây giờ do là cái sự cố nó xảy ra như vậy mà may mắn là tìm được mặt bằng mới rồi đó nên thành ra là ngày mai là chủ nhật mình cũng sẽ có mặt ở đó để mà giống như là một cái sự gọi là khai trương lại gì đó đã mình sẽ tới đó mình livestream mình đăng hình ảnh này nọ đầu lên để mình kiểu như mình làm quảng cáo lại cho người ta biết trời ơi rất là nhiều người nhắn tin cho mình nha mình nói là cái lúc mà cái bạn bằng nó còn á thì không ai nhắn tin cho á à mà tại vì mỗi một ngày mình bán được khoảng chừng cỡ 300 400 ly ở đó một ngày là khoảng cỡ 100 200 lượt khách, 2 300 lượt khách lận chưa tính trên app này nào đó Kim. Thành ra là ngày hôm qua mới dựng cái một ngày thôi là đã có người nhắn tin, đã có người gọi điện và còn gọi vô trong số của bạn Tuấn nó hỏi bộ nghỉ bán hay gì kiểu vậy nghỉ Tết hay gì. Đã thành ra là ngày mai bắt buộc là mình phải ra ngoài đó ha, hy vọng là một người nào ở quận 3 nè, quận 10 nè, là quận 11 đó ha, một người hen đó quận nhất rồi hen. Đã nhớ dòng cái đó là lại nha để giống như là ra mua lại để cho người ta thấy là à đông 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 này nọ đồ để người ta biết là à bây giờ cái chỗ này đã, đã dời về nó cách có 50 căn nhà thôi nó vẫn còn nằm trên đường 3 tháng 2 luôn nhắc lại nha 615 đường 3 tháng 2 đó từ cái chỗ của mình chạy về cái hướng mà quận nhất á, từ chỗ cũ đó chạy về hướng quận nhất năm căn nhà thôi là thấy lượt liền luôn mình mướn nhà nguyên căn đó luôn giá thuê cũng gấp ba lần cái chỗ cũ đó nhưng mà thôi bây giờ kệ cũng phục vụ cho mọi người chứ biết sao giờ ha tết nhất đến nơi rồi thôi đó ok vậy ha mọi người hay hẹn gặp mọi người ngày mai ở sáu trăm mười lăm đường 3 tháng 2 nha mọi người nha cũng là ở quận 10 luôn nghe mọi người nghe đó bây giờ chính thức bây giờ là mình sẽ thay đổi địa chỉ hy vọng mọi người sẽ ra ngoài đó để mà ủng hộ mình lại từ đầu vậy nha trời ơi tội nghiệp tuấn mấy bữa nay rầu mọi người hai ba bữa nay mà nó rầu mà nó xuống sắc luôn mà biết là tuấn bạn mà nó đẹp trai lắm đó mà nó rầu nó sợ giống như, như là mất mặt bằng rồi trời ơi một ngày bán mấy triệu bạc vậy nó buồn hiu luôn mới mua mô tô mượn nợ mua <laughs> mà may mắn là hang bây giờ hy vọng mọi người ngày mai mọi người sẽ ra để mà ủng hộ lại từ đầu giúp mình và bạn tuấn hen chi nhánh một đó nghe bây giờ là mình sẽ qua đến cái phần 2 của câu chuyện của chị lan ở cái phần 2 nói về cái vườn cao su thì lúc đó là khi mà cái việc mà trồng ruộng trồng rẫy thì mọi hiểu là cái khu kinh tế mới như vậy đó là cứ vài tháng là đưa người về cứ vài tháng đưa người về đưa người về như vậy thì kiểu như là phải chia việc ra à phải phải chia mới đầu thì à là đất đai mênh mông ruộng rẫy mênh mông không đủ người làm nhưng mà bây giờ đưa càng ngày càng đưa nhiều người về như vậy rồi để bắt đầu là không còn việc để làm nữa đã để bắt đầu là những cái người cũ thì người ta mới à thôi bây giờ để đi kiếm bây giờ phải nhường lại cái chỗ cái việc đó cho người mới người ta làm đó là bây giờ vẫn ở chỗ cũ thôi nhưng mà bây giờ đi thì lúc đó bắt đầu là sẽ có một cái gọi là đi chiếc nhánh cao su À, lúc đó đã có những có khoảng mà nó ví dụ như là có khoảng chừng cỡ hai ba cái vườn cao su cũ của từ cái thời Mỹ của từ những thời Pháp và từ xưa lắc xưa lơ để lại rồi thì bây giờ bắt đầu là sẽ sẽ làm rộng ra à, sẽ mở rộng cái vườn cao su ra thì bây giờ kiểu như là đi đi chiết cành này nọ rồi, rồi rồi, đi đi trồng lúc đó là chưa có đi thu hoạch cao su cái nghề chính của chị Lan lúc đó là chị Lan chị cũng đã lên được khoảng chừng cỡ 14-15 tuổi rồi chỉ là đi chiếc thôi có nghĩa là đi đi, đi đi, đi trồng một cái vườn mới mà một cái vườn cao su như vậy như là năm bảy năm 10 năm gì mới thu hoạch lận đó là cứ đi đi chiết, à, mỗi lần chở con bó một cành vậy nó chiếc đi bắt đầu đi cắm trồng 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 y như là đi đi trồng lúa vậy đó kiểu vậy đó thì rồi, cái lúc mà đi như vậy rồi đó là sẽ có một cái xe, một cái xe này cũng được tận dụng lại từ những cái thời chiến tranh luôn. Đó là cái xe nó giống như là, mà ngày xưa gọi là cái câu nó sang lắm nha, gọi là cái xe bốc mui, gọi là cái xe mui trần đó Nó không có cái mui nhưng mà đó là một cái chiếc xe tải thôi. Một cái chiếc xe tải rồi ở đằng sau cái thùng nó không có cái mui ở trên thì gọi là cái xe mui trần, nghe nó sang vậy thôi đó nha. Đó, rồi cũng đi. Thì chị Lan chị nói nha lần lúc đó thì chị sai cha xa mẹ rồi 14, 15 tuổi là tự lập dữ lắm rồi à, rồi bắt đầu là cũng đi theo đó cũng có nghề để mà làm ví dụ như là trồng cây vậy là được ăn theo sản phẩm nha à, lúc đó lương cũng cũng nói chung cũng ổn định lắm á trồng chiếc một cây trồng một cây gì đó là người ta sẽ trả cho bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền cũng ngon thì lúc đó bắt đầu là trên cái xe đó là chở khoảng cỡ đâu là có hôm mà chật á là hai chục người có hôm mà rộng rộng là khoảng chừng cỡ 12, 13 người mà chị lan chỉ nói như vậy là cái lúc á mà tập kết nó có một cái tròi lái về tập kết lại mười mấy người bắt đầu nói chuyện rơm rã lắm à ngày xưa giống như ngày xưa mà dân làng nọ đồ người ta gặp nhau người ta vui vẻ ừ quê đâu này nọ đồ kiểu vậy nó hỏi han rơm rã dữ lắm luôn nhưng một khi mà đã lúc đó thì đi chiếc như vậy là đi buổi tối không hiểu sao cho nó là lúc đó không đi buổi sáng mà là đi buổi tối chắc là chia việc nhau làm á buổi sáng là có người làm rồi bây giờ là tới bây giờ là cả đêm á khoảng chừng có một hai giờ đêm hai ba giờ đêm khi mà một khi mà đã bước lên trên xe rồi À, bước lên trên xe rồi bắt đầu là phải thổi đèn dầu hết đúng là mỗi người có cây đèn dầu cái đèn măng xong á không đó là mỗi người có con cây thì bước lên trên xe rồi là tắt tắt hết đèn đã tắt hết đèn hết trơn luôn bắt đầu là ngồi là người nào người được ngồi cuối cái đầu là ngồi giống như mình diễn tả là ngồi trên xe nó có cái hàng ghế mà là cứ ngồi nè Đó ngồi cuối cái đầu ngồi xuống im gu vậy đó thì chị, chị Lan chị chưa có quen chị nói là tụi thì mình đang đứng ở dưới đây mình nói chuyện rơm rã quá trời lên đây kia. Cái... nói chị 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 cái được được nói vậy đó đi, hỏi xíu đi ngồi năm bảy cây số đi tới chỗ nói chuyện đừng có nói chuyện nói gì kỳ trời thời này thời bình rồi chứ bộ còn thời đi chiến tranh chiến đồ sao rồi sợ giống như là bên này bên kia người ta bắt bớ hay là sao đó sao sợ phát hiện bộ phim này làm công việc công khai chứ bộ làm lén lút hay sao chị không có hiểu đó nhưng mà khi mà đi đến nơi rồi bắt đầu là cũng à là cầm đèn măng xong đi chiếc chiếc như vậy là cũng tập trung là ăn uống này nọ đó lúc đó đem theo cơm nắm đem theo cơm nắm mà tập tập trung lại chia nhau ra ăn như vậy bắt đầu mới hỏi nó ủa mấy chị lúc đó đàn bà không à đa số đàn bà đàn ông thì làm chuyện khác đàn ông đàn bà thì đi làm cao su về cái bắt đầu cứ hỏi nó ủa chị chị nói sao nãy lên xe không được nói chuyện đồ vậy 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 đó tôi nói thôi tại vì cái con đường mà mình từ cái chỗ mà cái nhà của mình cái làng của mình á mà đi được đến cái chỗ mà đất để mà mà chiếc cây cao su này trồng cây cao su nè thì nó độ khoảng chừng cỡ 5-7 cây thì cái lúc đó nó sẽ có một cái đoạn có một cái đoạn độ chừng cỡ đâu hơn hai cây số là đi ngang cái vườn cao su cũ mà nghe nói đâu nó ngang cái vườn cao su là từ cái thời pháp rồi từ rất là lâu thành ra là chết ở trong đây nhiều lắm chết mà từ bộ đội ngang cho tới dân đen dân thường ngang rồi cho tới quan chức khi mà bị giống như quân nổi dậy nọ đồ cái người ta bắt được đó cái người ta đem vô giường cao su này người ta treo cổ này nọ đồ người ta chặt đầu này nọ đồ là nhiều dữ lắm thành ra là đa đủ thứ thành phần là chết trong cái giường cao su này đã mà không phải là không có gì đâu người ta kể lại dữ lắm lúc đó bắt đầu là người ta mới kể mà đa số là những cái người nó là có một vài câu chuyện là của cái người tài xế cái người tài xế mà chạy chiếc xe đó đưa đứa tới luôn đó là người ta kể lại như vậy nè cái lần hôm đó đó cái ông này đó là ổng cũng mới vừa về ổng cũng lúc tại vì ổng ổng ở trên sài gòn này nọ là điểm đó nha là ổng cũng làm tài xế ổng chạy ổng chở quan chức này nọ đồ không một người nha đó sau năm 75 thì bắt đầu là ổng cũng thất nghiệp Đến khi mà à, đưa về bắt đầu khu kinh tế mới như vậy Bắt đầu là người ta cũng hỏi người ta phân công Ờ à, là anh chuyên làm gì làm gì đó người ta đưa vô việc cho nó dễ Thì ông nói là ổng làm tài xế Ổng làm tài xế là cũng kinh nghiệm cũng đã mà 10 năm rồi Nói là à, ông có chạy xe tải không? Nói không, đó giờ tôi không chạy xe tải tôi chạy xe hơi mà tại vì tôi chở uh, lúc đó cũng giấu mà, kiểu như là giấu đâu có dám nói là chở uh, quan chức cấp cao đó tại vì tôi chở mấy người doanh nhân mấy người uh, làm ăn này nọ rồi đó là làm mấy ông đi xe hơi tôi chở mấy đi xe hơi mà nó chưa bây giờ nó chạy xe tải nào chứ nó chưa chạy thì tập chạy cho biết bắt đầu đưa ổng lên ổng cầm xe tải thì thật ra là cái chuyện mà xe hơi xe tải ngày xưa là xe số sàn nó cái, cái nguyên lý nó cũng giống giống nhau chẳng là nó bự hơn thôi rồi bắt ok chạy được mấy vòng là ok chạy thì nó là ngay cái đêm đầu tiên đó là ông chạy là cũng như từ sáng đến tối nha anh à, nghĩ được cái giờ nào nghĩ thì nghĩ còn không là chạy tối thì bắt đầu là lúc đó đó người ta mới kêu ông bây giờ nè chạy xuống dưới cái làng dưới là rước à, là khoảng cỡ 15 người lên đây để mà à, chiếc cành cao su sẽ bắt đầu là mới chở à, đi qua bên chỗ kia để mà trồng cao su cũng cũng đi thì ông đi như vậy thì cái lúc mà đi rước mọi người hiểu không kia là đi rước tức có nghĩa là trên xe không có người À trên khi nào mà đi đưa đó Thì bắt đầu là mới gọi là có xin xe Gọi là đi rước là trên xe không có người Ông cũng chạy cũng chạy Thì cũng chạy Tân 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 cũng chạy Cái ông đó ông chạy hồi cái ông thấy Ông thấy là cũng Ông đi vô trong cái 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 cái, 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 cái giường cao su đấy Ông thấy Ông thấy có một người Cũng đứng ở đó đó À mà tại vì trời tối quá đi mà Xe đó nó đèn Nó cũng như là cái ánh đèn dầu Như như là đèn cày trước gió gì đó Ngọn nến trước gió vậy đó Nó mờ 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 Ông chỉ thấy là Độ khoảng chừng cỡ đâu Cỡ 20 mét ông thấy là có người có người đang đứng nhà mà như là người đàn ông thấy còn có sách ba lô đồ này nọ nó kia nữa nhìn sao cũng giống giống bộ đội hay là kiểu như dân người ta đi ấy người ta sách tay nải rồi đó. đó thì bắt đầu là tại vì á, khi mà ông thấy hai chục mét là lúc đó là ông thắng hết kịp rồi cái xe ngày xưa nó đâu có thắng abs này nọ nó đâu mà người đó có thắng là phải thắng từ thắng số và thắng từ từ, từ 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 cái xe đó chậm 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 chậm, đây, từ như vậy nè thì khi mà ông thắng lại á, thì nó ổng lố cái người đó độ khoảng cỡ 10 mét đã ông lố qua cái người đó khoảng cỡ 10 mét xong cái máy đầu ổng mới ông mới ông ngồi lên xe ông, ông, đập đập cửa ông đập đùng đùng kia ơi rồi rồi lên đi đòi, lên tôi tôi chở giùm cho thằng đoạn nè trời ơi đêm hôm đứng đâu trong giường cao su kia trời đã ông lên tiếng ông lên tiếng xong cái im cù. à ông đợi đâu chừng cỡ đâu chừng cỡ 10 giây chục giây cái im gù ông dòm dòm, dòm kiến hậu cũng không thấy ông cũng leo xe ông cũng dòm nữa vị trời vẫn mặt, đã quắt mình vô cho đi nhờ mình thắng cái xe lại vậy mà cái xe ngày xưa mỗi lần mà thắng tới thắng luôn nó cực lắm mọi người ơi thắng là phải ấy nè giúp trời đất ơi giỡn mặt không à cái lên xe cũng chạy tiếp ông chạy xíu nữa kia ông thấy lần thứ hai đại cũng mẫu chuyện quen thuộc thôi. cái ông thấy cái lần thứ hai thì khi mà ông lấy cái thằng lần, lần thứ hai như vậy thì ông tưởng đâu là cái người khác không à tại vì cũng thấy cái bóng đen cái nó tối, tối thui á cái ông cũng thắng lại cũng thắng lại từ 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 ông lúc này ông canh ông thắng làm sao là có nghĩa là cái cửa là thắng làm sao cái cửa là ngay cái người luôn là chỉ cần cái người đó họ chỉ cần đứng dậy họ đang ngồi thấy họ đang ngồi ngồi trầm hổm dưới đất họ quơ cái tay vậy nè không có nói chuyện không, không có kêu ôi 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 ôi, ôi, ôi" gì không có họ ngồi dưới đất thì họ quắc quắc cái tay quắc 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 cái tay nè ông thắng làm sao cho ngay cái cửa như vậy là cái người đó hỏi chỉ việc mà đứng lên một cái mở cái cửa lên xe ngồi đó thì bắt đầu là tại vì cái xe tải ngày xưa nó cao lắm mọi người mà xe tải bây giờ cũng đã gọi là xe tải thì thường là cái chỗ ngồi nó rất là cao nó rất là cao cái ông ấy ông thắng này xong cái ngay cửa ông kêu, ông, ông giới giới gì nào ông kêu Ôi, ngồi, mở cửa đi cửa ông khoái mở cửa lên xe tôi chở giùm cho ông đoạn nha ông lên tiếng ông kêu xong cái người đó ông im ngủ à cũng im cu không lên ông chờ có 10 giây gì đó cũng không thấy đâu ổng nghi bụng rồi đã ông nghi nghi trong bụng hang cái ông, ông vô số đề mà ông, vô số ông chạy ông chạy được chừng cỡ đâu ông trăm mấy thấy nữa à thấy lần thứ ba thì lần này em nói không bây giờ không ghé nữa đâu có ai mà mà, mà ngu mà ngu mà, quá tam ba bận đâu chứ mà giờ mày kẹo tao mày kẹo hoài mày kẹo hai ba lần đúng không nó biết ma rồi không không ghé nữa cái bắt đầu ông chạy ông, ông mới nghĩ trong bụng ông như vậy nè bây giờ mình cứ chạy đi đã mình cứ mình cứ chạy đi bây giờ nếu mà có gặp nữa mình cũng lơ luôn mình lơ mình không không ghé nữa nghe cái ông chạy qua cái người đó thì khi mà ông chạy qua người đó ông nghe đằng sau lưng á cái tiếng chạy bịch 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 sau lưng như nào đã cái ông mới nhìn kiến hậu thì hôm nay là cái người đó họ dí theo mà họ họ không lên tiếng mà người tưởng tượng đi cái người thường mình mà mình mình, mình dụ như mình bị mình đón xe bích này nọ mà xe bích nó chạy lố quá hay là sao mình chạy ơi ơi chờ tôi chờ tôi tôi này chờ, là phải vậy đúng không còn không cái người này họ không có nói họ cứ dí theo mà họ cái gì họ cứ dơ dơ cái tao cứ dí dí mà chân chạy thì nghe tiếng bước chân nha nghe tiếng bước chân chạy bập 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 nha Ông mới nhìn kiến hậu ông thấy cái người đó chạy mà gần tới cái đuôi xe luôn à thì thật ra xe tải lúc đó, đó là chạy không có nhanh nếu mà cái, cái kim đồng hồ công tờ mét này nọ đồ là nó banh hết trơn rồi cái xe tải mà đời từ khi thấy hậu để lại mà tuy nhiên thì ước lượng tốc độ đi thì ông nói là cũng phải chạy là cỡ ba chục bốn chục cây số trên giờ trong ít đã thì bắt đầu ông, ông thấy cái người đó mà chạy mà cái gì chạy lẹ quá chạy mà gần gần tới cái đuôi xe luôn rồi đó cứ giới 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 cái tay giống như thiếu điều muốn nhảy trên xe vậy đó muốn dịnh cái bẩn xe để mà nhảy lên trên cái 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 cái, cái, cái thùng xe đó cái ông mới nghĩ trong bụng nói như nè giờ mình cứ chạy đi nếu thiệt là con người đó không có ai mà chạy mà cái kiểu đó mà chạy liên tục mà độ chừng có 500 trăm mét đi thở như chó luôn đó chứ đừng nói đừng nó giỡn chứ chạy chạy mệt lắm chứ bộ đâu phải giỡn đâu đó bây giờ còn nếu mà là ma đó là mình chạy tới đâu là dưới tới đó thiệt ông nói là ông chạy lúc đó là ông chạy hai ba cây số ông chạy gần tới cái làng cái người đó họ mới buông đó. có nghĩa là trong vòng hai ba cây số vậy ông cứ chạy mà ông rung ngăn mồ hôi hột ông đổ nhiễu ngảo nghe không đó mà ông ráng không chạy cho hết tốc lực chứ xe tải mà thiệt nó, nó đâu có chạy bao nhiêu xe tải đâu chạy nhanh chở nặng thôi chứ chạy bao nhiêu mà xe tải đời tống nữa chạy đâu bao nhiêu nhanh đâu thì ông cứ chạy mình cho mình ví dụ ví dụ người là bốn chục cây số trên giờ Thì ông cứ cứng cái ga như vậy mà ông cứ chạy trong suốt hai cây số cái người đó cứ bập 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 cứ dí theo mà không nói cứ dí theo cái tà cứ giới 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 lên thiếu điều mà muốn muốn nhịn lên cái thùng cứ như vậy hoài mà hai ba cây số liền mình tưởng tượng người ta chứ bộ mà mình nói là, trời mình nói là con trâu, con bò, con gì nó cũng biết mệt. Nó chạy hai ba cây số mà chạy cái gì đó mà phải vận động viên mà điền kinh đó mà chạy kiểu đó marathon đó mà chạy cái đó. Mà cứ chạy đằng sau hoài, kêu ông kêu nói không nói. Mà cứ chạy cứ với 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 cái tài là ổng trên này ổng cứ niệm Phật không mà ổng niệm cỡ nào niệm luôn cái người đó họ không buông. Cứ niệm cỡ nào niệm không buông là không buông. Đã rồi đó là cái lần thứ nhất nha. Thì sau đó bắt đầu ông cũng về ổng kể thì ông kể cho những cái người này nghe thì đương nhiên cũng có người tin có người không tin rồi sau đó cái bắt đầu là tất câu chuyện thứ hai cũng là ông này ông gặp lúc đó là ông chạy đâu đâu cũng được mấy tháng nè. à thì trong, trong suốt mấy tháng đó là cũng có người mà ngồi đằng sau người ta gặp nha nhưng mà để chút xíu nữa mình kể qua cái phần cái hành khách gặp bây giờ mình chỉ kể ưu tiên là tài xế gặp thôi để cho nó nó, nó gọn cái câu chuyện thì rồi cái lần thứ hai ông đó là cũng ông cũng được có một vài tháng này, rồi cái lần đó cũng đi thì ở lúc này ông rút kinh nghiệm rồi ông nói mỗi lần ông đi vậy đó là là ông hay niệm phật đó ông cứ niệm phật niệm phật trong bụng vậy nè nhưng mà rồi cái hôm bữa đó là khi ông trẻ ông trẻ qua cái hướng mà cái hướng mà mà lần này là chị, chị lan hay đi nè chị lan hay lần đầu đi nè nói là cái hướng đó thì cũng à, xuống dưới chở vậy, vậy 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 là chở những người trong xóm của chị lan luôn mà lúc đó là chị lan chỉ chưa có đi thôi đã chị lan chỉ chưa có tham gia vô cái công việc này mà những người trong xóm chỉ có đi thì hôm nay trên cái đường mà ông đi xuống thì đây là cái đường cũng lạ cũng là lần đầu tiên ông đi nhưng mà kiểu như đi nó cũng dễ lắm cũng là, là chỉ tới đó xong tới ngã tư bẹo trái xong tới ngã ba bẹo phải là tới rồi cái mấy cây số tới thì ông cũng chạy cái lần này khi mà ông chạy mà ông đang ông đang chạy cọc cạch vậy cái ông nghe la ông đang ông ông đó ông nhìn phía đằng trước cũng không thấy cái gì hết nhưng mà ông nghe ông nghe la mà có người nào người ta đập trong cái thùng xe của ông đập đùng 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 như nè mới nghe la ôi 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 cứu giây cứu giây tấp vô tấp vô chở chở lên chạm xá liền chết rồi chết rồi chở lên chạm xá liền cứu đi cứu người cứu người cứu người mà lúc đó là cái xe ông đang chạy là mà nó tưởng tượng một người tưởng là bốn chục cái số trên giờ một cái điều đó rất là vô lý nhưng mà tại vì ngay lúc đó ông nhìn ông, ông nhìn thấy cấp cứu ông không có nghĩ ra thôi ông nhìn vô cái kiến hậu xe ông thấy có khoảng chừng cỡ đâu bốn năm người bốn năm người gì đó là đang rinh một cái băng ca mà cái băng ca mà kiểu băng ca giải chiến băng ca mà làm bằng cây mùi hiểu không cây tầm dông rồi mình cột xong rồi lấy cái bao cái miếng giải mình mình dắt ngang mình làm cái băng ca giải chiến vậy đó đó là có một ông, ông nhìn cái khẩu ông thấy là bốn năm người gì đó là đang rinh cái băng ca để cho hai người trước hai người sau còn người đi kế bên rồi còn cầm như là bình nước biển gì đó à, bình nước biển giải chiến là đang chìm nước biển nữa đã là có một cái người nằm trên băng ca đó mà đang quằn quại nè đang đó đang quằn quại như là đau đớn cái gì đó lắm vậy đó mà thấy máu me không à trời ơi mùa tưởng tượng đi ginh băng ca mà chạy bốn chục cây số trên giờ là chạy kiểu gì thấy nó vô lý chưa nhưng mà lúc đó ông đó ông nói là ông, ông không có nghĩ liền được như vậy đâu ông chỉ thấy cái cảnh tượng mà thấy trời ơi người ta ginh băng ca máu me không rồi có bác sĩ rồi cầm bình bình bình, bình nước biển thì nọ rồi thấy tội nghiệp quá đang đập cái cái thùng xe mình kêu mình dừng lại để mà chở đi chạm xá thì mình cũng dừng lại đó ông cũng dừng lại ông cũng dừng lại xong bắt đầu ông dừng lại xong cái bắt đầu là ông thấy mấy cái người đó họ leo lên xe đã họ cũng leo 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 xe ông kêu chạy đi chạy đi chạy đi lẹ 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 chút xíu nữa chết tới bây giờ chạy tới trạm xá chuyền máu liền mới cứu được đồng chí này mà nói chuyện đồng chí của mình, chắc là nhóm này nhóm bộ đội thiệt à mà phải chạy liền đi anh chạy liền anh cứu đồng chí này đi bây giờ là quan trọng lắm anh chạy liền đi anh cứ chạy đây thì ở đây ông cứ chạy đó ông ông ở đây, ông, 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 ông 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 nghe vậy, ông cũng muốn chạy mà ông nói trong đầu đó chết mẹ chứ rồi trạm xá đâu ta mà thợ sao đâu mình có biết đâu trời thôi bây giờ mình cứ chạy tới cái làng đó thôi mình mình hỏi đường người ta tại vì trên làng nó cũng có nhiều người ông cứ chạy thì ông nói như vậy nè cái lúc đó đó thì cái xe tải đó thì ở trong cái xe nó không có cái kiến cái kiến hậu giống như là cái đời cái thời hiện đại bây giờ mà đa số bây giờ là trong xe tải không có chỉ có là xe hơi thì có cái kiến chiếu hậu bên trong thôi chứ còn xe tải là, 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 nó dính cái thùng xe nó không có thành ra ông cứ chạy nè ông cứ chạy 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 cái lâu lâu giờ à ông cứ dòm lúc đó thì trong cabin ông dòm cái đằng sau ông thấy được nha ông thấy có người ngồi trên cabin này nọ rồi là có đó thì bắt đầu ông chạy ông chạy lâu cái ông nói ông, ông, ông hỏi thăm mà ông tưng tưng cái có, có, sao không mấy, anh ơi có, có có gì không anh cứ chạy đi anh cứ chạy đi anh cứ chạy đến chạm xá đi truyền máu liền trong vòng là 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 mười mười phút nữa mà không truyền máu là 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 đồng chí này chết liền cái nó trời ghê quá vậy ta Tồi, chạy. ông quay lên ông mới chạy tưng tưng cái quay lên ông, 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 ông quay lại ông dòm dòm thì ông nói sao chừng cỡ hai ba lần đầu giờ á thì nó không có gì nhưng bắt đầu từ cái lần thứ tư ông nói ông cứ dòm lần là ông thấy mất người Đó, ông cứ chạy này khoảng chừng cỡ đâu hai ba phút năm phút gì đó cái ông quay ông dòm ông thấy mất người hồi nãy tổng cộng cho là sáu người đi năm người bốn người trên băng ca một người cầm bình nước biển và một người nằm trên băng ca là nạn nhân đúng chưa mà bây giờ ông nói ông chạy chạy hỏi cái ông thấy mất người ông điếm nhìn nhìn sao, sao còn năm người vậy ta Ui, không lẽ mình bị hoa mắt ta không chạy chạy xíu cái ông quay là ông giờ Ủa chết mẹ sao còn bốn người vậy à còn sao còn ba người với người nằm băng ca chạy chạy, chạy chút xíu nó quay là ông giờ không còn khoảng ba người à đã bắt đầu ông nghi nghi trong bụng rồi ông nói ủa không lẽ tự nhiên xe mà đang chạy bốn chục cái số trên giờ rồi người này người ta đưa đi cứu cứu cú vậy mà không lẽ giờ ta nhảy xuống xe mà nhảy xuống xe mình phải nghe âm thanh nhảy bập 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 này nọ rồi chứ sao im cu đó mà lúc này hồi nãy đó khi mà đưa những người này lúc mà cái người những cái nhóm người leo lên xe đó lai lắm chạy đi chạy đi đi cú, cố, cố liền truyền máu liền nhưng mà giờ im gu à giờ những cái người đó họ im gu không có lên tiếng gì nữa trên cái ông cứ chạy lâu lâu Giờ nó còn hai người một người nằm trên băng ca người ngồi kế bên cũng im gu không nói gì đó không biết là cái người đó người ta có chết chưa hay là sao đó hay là gì im gu đã thì ông quay tới cái lần cuối cùng ông quay một ông quay một cái lần cuối cùng ông nhìn một cái nữa là hai cái người đó hoàn toàn biến mất luôn coi là ông ông nhìn cái lần cuối cùng thấy hai người đúng không ông nhìn thêm một lần nữa là không còn cái gì nữa hết biến mất hết đó lúc này là không biết rồi nhưng mà ông nói ông nghĩ trong bụng như nè dù sao á cái những cái dông này là cũng dông gọi là bộ đội chiến sĩ thì bộ đội chiến sĩ là giữ nước dình nước thì, thì bộ đội là, 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 là thân với dân mà đâu có gì đâu cứu dân này thôi là cũng bình thường ông cũng niệm phật ông kêu ông cũng gian giá ông kêu thôi à, tôi biết rồi thôi giờ lỡ có gì đó để à, tôi, tôi, tôi 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 về tôi biết chỗ tôi thắp nhang đồ cho Hôm đó, ông cũng chạy thì lúc này khi mà ông chạy ông nghe trên xe ông có tiếng động lạ ông cứ chạy mà ông cứ nghe tiếng cọc 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 mỗi lần nó dằn mà biết cái đường ngày xưa nó phải như cái đường cao tốc bây giờ mà láng o đâu ổ gà ổ voi đường đất đỏ mà cái xe tải nó cứ lắc lư ông cứ nghe tiếng cọc cọc lặp cọc 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 lặp cọc 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 lặp cọc 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 nghe tiếng gì đó thì nó nói nhớ cái cái thùng xe mình trống vơ à thùng xe chở người mà phải thùng xe chở hàng đâu trống vơ trống mắt đâu có gì đâu thì ông chạy được chừng tới đâu mấy trăm mét nữa là ông tới cái làng thì khi mà ông tới đó xong ông đập ông đập cửa đụng đụng đó lên lẽ này lên lẽ quay đầu chạy chết nè thì những người trong làng người ta mới chạy lên những người trong làng có những người quen biết chị lan người ta vô ta kể mà người ta vừa phóng lên xe người ta la âm sùm vậy đó cái giờ ta phóng ngược xuống có gì trời ơi xe gì chở, gì chở gì chở gì chở đầu lâu xuống sọ ghê quá vậy đã la ông sùm lên phóng xuống xe ở đây ông cũng giật mình ông nói cái gì xe mình xe chở người công nhân đi vườn cao su mà chở đầu lâu xuống sọ gì thì khi mà ông xuống nhìn đúng có cái đầu lâu mà có đúng một cái đầu lâu mà đầu lâu thiệt chứ phải là lúc này là coi như là không bị biến mất gì nữa là thiệt luôn là cái đầu lâu đang nằm lăn lóc cọc 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 bằng cũng hơn cầm tay kiểu như cái đầu lâu con người mình vậy đó nó là đồ thiệt mà chứ ông cũng ông, cũng quản với ông nói, ủa sao kỳ ta cái nói, ông nội ơi ông chở gì kỳ ông làm gì bộ ông mới chở người ta chết cái gì ông ông ông, đi chôn người ta không để đầu lâu lại nó ghê vậy cái ông mới kể à nãy tôi cũng mới gặp những người chiến sĩ gì vậy 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 nè thôi chắc cái điệu này lúc ổng kể nó như vậy thôi nhưng mà những người kia nó nói thôi ông ơi thì chắc cái điệu này là người ta báo cho ông biết ông nhẹ dí quá người ta báo cho ông biết đó để ông tới kêu báo lên chính quyền đi đại ông nhớ cái đoạn đó không nó nhớ tôi cũng đi mặc dù là mới nhưng mà cái cái nghề tài xế tôi tôi đi tôi nhớ đó là ngày mai ông lên ông báo với chính quyền này nọ đồ coi thôi đi tới đó vô kiếm coi nhầm khi là người ta đang nằm trong đó đó mà chưa có kiếm tới người ta thì những cái năm những năm tám mấy thì cái chuyện mà cái chiến dịch mà đi uh, đi thu gom uh, hài cốt liệt sĩ là lúc đó vẫn vẫn còn đang tiến hành mà nó chưa có làm hết được đâu chưa có triệt để đâu đó thì cũng nghe như vậy cũng chở thì cũng đem cái đầu lâu xuân sọ đó cũng để trên xe luôn chứ giờ biết sao giờ giờ dục đâu đó rồi bắt đầu chở đi xong đến sáng hôm sau mới lên chính quyền cũng trình báo thiệt mọi người lên trình báo xong nói là như vậy rồi người ta mới đưa lại thì thường thường những cái đó đó là bên công an bên chính quyền người ta không có người ta không không can dự vô người ta chỉ nhận cái lời đó người ta đưa lại cho bên quân đội bên bên cái cái bên 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 cái khâu mà đang đi tìm hài cốt đó mới đưa lại đó là bắt đầu là người ta nắm mắt thông tin người ta tới liền à. bữa trước bữa sau là ở xa cỡ nào xa người ta nghe mà có bốn năm bộ hài cốt liệt sĩ là người ta tới liền nhanh lắm à thì bắt đầu tới đó xong thiệt ổng tới đó ông chỉ đóng nó ông chỉ giờ tôi tới đoạn này ở tôi chạy tới đoạn này tôi thấy là mấy anh chiến sĩ hiện ra rồi bắt đầu là đập cửa tôi là leo lên xe tôi thắng lại cho leo lên xe thôi chứ tôi không có vô đến nơi tôi không có biết là nằm ở đâu nghe tôi chỉ biết vậy tôi kể vậy thôi à đã thì bắt đầu người ta vô người ta đào người ta mới khoanh dùng ở đó lắm người ta đào thì đào sáng chiều có à đào sáng đến chiều có đúng là lúc đó là có đúng y chang cái hiện trạng giống như cái kiểu mà ngày xưa mà trước những năm 75 thì trong cái lúc mà chiến đấu như vậy đó thì có một cái người bị thương thì rồi những cái người mà bên y tế thì bắt đầu là người ta mới kiểu như là dẫn chuyển đi làm một cái băng ca giải chiến rồi đưa lên thì trong cái lúc mà đang chuyển uh, chuyển bệnh nhân đi như vậy đó chuyển liệt sĩ đi như vậy đó thì khi mà đang chuyển đi thì chắc là bơm đạn bơm mìn gì đó là muốn quỳnh một cái là bắt đầu là người ta mới chết và người ta nằm xuống dưới mấy tấc đất luôn kiểu như bơm đạn mà nó làm một cái hố rồi bắt đầu là lấp đất lấp cát lên như vậy rồi cái trong chiến sự mà người ta nó có nó, nó nó nhiều thứ lắm mọi người không thành ra làm tới khi mà người ta rút quân rồi tới khi bây giờ là sau năm 75 mươi vào bình rồi chẳng chẳng ai nhớ tới luôn thành ra khi mà đào lên như vậy rất là tội nghiệp những người đó người ta có những người, người ta nhiều chuyện nộ, rồi người nọ đâu ta bỏ làm á có những người, người ta bỏ làm trong khu kinh tế định cư khi khu <laughs> nói lộn tới định cư khu kinh tế mới người ta bỏ làm người ta, là, ta coi đông lắm chứ bộ người ta nói là đào nó tội nghiệp lắm bốn năm cái 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 hài cốt năm sáu cái hài cốt nằm ở dưới là còn nguyên cái băng ca còn y như là nguyên cái hiện trạng là đang đưa đi cái bùm cái bắt đầu là là tan xác rồi nằm ở dưới đó hết như vậy nó còn băng ca còn cái thậm chí là cái người nằm trên băng ca vẫn còn nằm ở thân nguyên một cái bộ xương nằm trên băng ca đã và đương nhiên cái đầu bị mất có một cái đầu lâu bị mất là cái đầu lâu của cái người nằm trên băng ca à cái người nạn nhân mà nằm ở trên băng ca đó, đó là họ đã bị mất cái đầu thì cái đầu nó nằm đâu cái đầu đó là chưa là, là là lúc đó là uh, ông tài xế ông đã đưa lại cho bên bên cái người bộ đội Là như vậy đó, à thì nó mới biết là là người ta mới nói là à chắc là những cái người bộ đội đó, đó là người ta đã đã ra hiệu đã đã báo hiệu cho cho cái ông tài xế này để mà nhờ ổng kêu người tới để bốc cái hài cốt đó về nghe nói đâu là biết được thông tin nha biết được thông tin là biết được nhà cửa thậm chí là biết được luôn cả cái tên tuổi luôn á đem về bắt đầu là đưa về đưa trả hài cốt này nọ đồ về cho cho những cái người mà gọi là bà mẹ Việt Nam anh hùng đó một người hen. đã là trả về hết lại luôn tổng cộng hết tất cả những cái bộ hài cốt đó luôn tại chắc là họ còn những cái gì đó trên người đó mà có tên tuổi lắm thành ra là có đường dây để mà trả trả xác về cho cho người thân một người hen đó rồi đó đó là cái câu chuyện mà ông đại xế ông kể như vậy bây giờ qua đến những câu chuyện tiếp theo ở trong cái cánh rừng cao su này nè câu chuyện này á là do những cái người mà người ta đi đi chung trên những hành khách á hành khách ta kể nha thì à, cái lần hôm đó khi mà mới đầu tiên á là chưa có cái chuyện mà luật bất hành văn là lên xe phải im lặng rồi phải 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 phải, phải uh, thổi tắt những cái đèn mà băng sau mà nó không có chưa có người ta lên xe người ta cũng cũng ở rầm rì cũng nói chuyện như vậy đó thì trên xe cũng đang cũng chạy chạy mà thì cái lần hôm đó cũng đi lúc này là một cái người tài xế khác nha không phải là người tài xế này tại vì trong cái trong cái cái khu đó là có nhiều xe lắm cũng bốn năm năm bảy chiếc xe giống giống y chang nhau như vậy đó mà nhiều tài xế khác nhau thì cái lần hôm đó cũng đang chạy Cũng đang ngồi chạy như vậy Thì uh, bắt đầu là cũng cả nhóm đang nói chuyện như vậy Thì bắt đầu có một cái đứa nhỏ Nó mới quay qua Lúc đó tại vì kiểu như nhỏ thì đi khi không có đi làm Ý là đi ba mẹ dẫn theo như vậy Cái một cái đứa nhỏ nó mới khiều ba mẹ Nó nói Ồ, ba ba mẹ mẹ uh, Tại vì lúc đầu uh, khi mà leo lên xe là cái đứa nhỏ nó ngồi nó đòi ngồi đằng trước À nó đòi ngồi đằng trước nhưng mà cái người tài xế họ không có cho à cái người tài xế đó là không không ngồi trước được tại vì bây giờ xe cổ đang chạy rồi nó ngồi đứa nhỏ nó ngồi nó phá nó kéo cần số rồi nó nguy hiểm không có cho nó ngồi trước nó thì khi mà chạy như vậy ông tài xế ông ngồi trên có một mình thôi thì mọi người biết là xe tải thì nó sẽ có hai chỗ một cái người gọi là cho tài xế một người cho lơ đúng không thì lúc này là cái chỗ lơ là cái chỗ trống cái chỗ mà cái ông lơ gọi là trống trống à. thì chạy được tới cái khu cái khu rừng đó như vậy cái khu rừng cao su cũ đó như vậy đó thì lúc này bắt đầu thằng nhỏ nó mới quay qua nó ba sao nãy ông tài xế ông nói không có cho con ngồi trên này không cho con ngồi ở trên mà giờ có người ngồi kế bên ổng kìa ba thì cái lúc đó bắt đầu là ông này ông mới nhìn lên thì ông nhìn lên ông đâu thấy ai ông thấy có mình ông tài xế ông ngồi cà tưng cà tưng cà tưng đang chạy nè cái chỗ kế bên lúc đó là hành khách ngồi nhìn lên trên cái cabin được thì thấy người tài xế ngồi cà tưng kế bên có ai đâu thì cũng nghĩ là con nít thì nhiều khi nó đòi ngồi lên trên rồi bây giờ không có cho nó ngồi nó nói xạo cái ba ông, ông mới lao nó cái con đừng có nói dốc mới láo vậy có ai ngồi ở trên đó đâu con thôi chú rồi xế để cho chú chạy con ngồi ở trên đó thằng chi nó nguy hiểm lắm con ngồi ở đằng sau đây nói chuyện ngày nọ nó vui nè thì cái đứa nhỏ nó nói ba con thấy có người ngồi ở trên đó mà cái người đó kìa ba nhìn kìa ba nhìn kìa ủa mà ba ơi con không thấy cái đầu đã nói ba ba cái đầu của ông đó đâu rồi ba con không thấy cái đầu của ông đó ông ngọn gục đầu hay sao vậy ba À là kiểu như là có người ta ngồi gục cái đầu xuống như vậy thì mình ngồi đằng sau mình nhìn lên thì có thể là mình không thấy được cái đầu. Thì đứa nhỏ nói vô tư đó ba. Cái người đó họ ngồi họ gục cái đầu hay sao vậy con hỏng lấy cái đầu của họ. Thì vừa nói dứt lời một cái nó bắt đầu là cái xe nó sực sực, sực 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 là tắt máy. Nó hư. Đứa nhỏ nó vừa mới tim vừa ngứt cái, cái câu đó một cái thôi là cái xe nó hư thì cũng không nghĩ gì lúc đó xe hư thì cũng tập trung vô cái chuyện mà xe hư để bắt đầu là cũng đi xuống bắt đầu là à, cái người mà, mà, mà 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 cái người tài xế người ta mới xuống đó, người ta nói thôi bây giờ kiểm tra là không 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 có gì hết đâu người ta mới nói vậy nè thôi bây giờ này chịu khó đi leo xuống đi tại vì ngày xưa cái xe mà giống như kiểu mà cái bình nó yếu hay là nó hết bình nó là đẩy à, xe đại xe tải xe hơi gì cũng như nếu mà xe số sàn á đó là mình sẽ vô số 2 hay là số 1 gì không mình đạp côn bắt đầu là đẩy à, đẩy cái xe một khoảng chừng chút xíu cho nó có trớn cái mình buông cái côn ra là bắt đầu là cái xe nó sẽ đánh lửa buzi nó sẽ đánh lửa cái là xe nó nổ máy lại thì cái này những người nào mà biết chạy xe thì mới biết cái này ha xe số mình cũng hay làm vậy đó bắt đầu xuống xe hết à xuống xe hết bắt đầu thanh niên bắt đầu ở đây bắt đầu là cũng có như nãy mình nói là đa số đàn bà đi thôi thành ra là thanh niên là cũng cũng có thanh niên đàn ông chừng có một hai người thôi rồi đàn bà cũng vô đẩy phụ thì cứ đẩy đương nhiên cái đứa nhỏ đó làm sao nó được ưu tiên nó ngồi trên tại vì nó là con nít nó mới chừng có đâu năm bảy tuổi thì nó ưu tiên nó ngồi nó được ngồi trên thùng đó là cứ đẩy đã cứ đẩy 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 vậy nè thì khi mà đẩy xong mà không hiểu sao mà cái đứa nhỏ nó mới chừng có năm bảy tuổi thôi mà nó nói được cái câu này mọi người đẩy hồi xong cái buông ra cái ông kia ông buông cái côn ra cái xe nó sực 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 xong nó lại tắt máy tiếp cứ đẩy cho nó đẩy cả trăm mét á mọi người tưởng tượng một chiếc xe tải nó nặng bao nhiêu tấn mà ở đây cứ là mấy người đẩy mấy người kia cứ sách đồ sách cuốc đi bộ theo đi bộ theo mà cứ hoài hoài mà cái xe nó không nổ máy thì cái đứa nhỏ đang đẩy ai cũng mệt mỏi cũng cực sao để nghỉ chút xíu nó đẩy coi để hồi đẩy nhanh nhanh chút xíu cho nó có trớn thì đang ngồi mà xong cái đứa nhỏ nói nè ba ba đuổi cái ông cục đầu nó xuống xe đi cái xe nó mới nổ máy được à mà nó nói được cái câu như vậy không hiểu là cái người đó họ có nói gì với nó hay không hay là hay là làm sao hay là ông ứng bà hành gì đó ông lên bà xuống gì đó mà nó nói được cái câu vậy đó ba ba đuổi cái ông đi cái ba đuổi cái ông cục đầu ổng ngồi ở á, ba đuổi ổng xuống đi thì cái xe nó mới nổ máy được à lúc đó thì cái lúc này thì mọi người đều tập trung nha mọi người đều tập trung vô cái cái cái, cái câu chuyện của đứa đó kể thì lúc này bắt đầu là nó ngay cả ông tài xế luôn đó cái gì đuổi ai này nọ trời ơi tôi tài xế mà giờ tôi không ngồi chảnh tôi đạp côn đuổi tôi xuống xong mà xe nổ máy được đã nhưng mà không cái đứa nhỏ nó không cái ông ngồi kế bên đó. cái ông cục đầu ngồi kế bên á ông đó đó đi lúc này cũng nghĩ là cái câu chuyện của con nít cũng không ai tin nhưng mà bắt đầu cái người ba nó mới nói cái người ba nó bắt đầu là mới lại mới đứng đứng ngay chỗ bắt đầu xe đó à, mở cái cửa xe mở cái cửa xe bên phụ ra đứng trên đầu xe mới khấn nó dạ có người khuất mặt khuất mặt ở đây tôi không biết là à, bộ đội hay dân thường hay là, à, là nam nữ già trẻ là ẩu gì đó là ẩu gì đó thôi bây giờ là cái xe cái đoàn xe này là đi là đi lên trên đó để mà khai khấn để mà trồng cao su này nọ đồ để mà đi làm kinh tế mới giúp đỡ cho đất nước đó là một chẳng may á là bây giờ thôi đã mất rồi thôi bây giờ là cũng đừng có quấy phá để chiếc xe tôi đi chứ để để trễ tôi lên chở để tôi làm đó thì bắt đầu là cũng khấn 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 khấn, khấn xá, xá 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 xong bắt đầu là chút xíu xong bắt đầu là mới đóng cái cửa xe lại thì đóng cái cửa xe lại xong bắt đầu ông tài xế ông lên ông đề ông kêu ba ông, ông cái người ba đó kêu đâu ông lên ông đề máy xe lại thử coi được chưa ở đây ai cũng cười 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 nói cái gì trời cái gì vụ gì mà tâm linh gì xe mà xe nó là một cái vật vô tri vô giác tự nhiên lại khấn khấn lại 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 lại, lại xe xong giờ kêu lên đề máy đề máy được cũng không tin ông tài xế cũng cười cười đó trời ơi cái xe này tôi cầm cái xe này cả năm nay tôi biết nó hết bình á chứ có gì đâu nó ông cứ lên ông cứ để máy xe tử tôi coi nó coi được không xong hết được thì tôi kể cho nghe đã để bắt đầu cũng lên xe để cái rét cái xe để máy nó lên được cái cái xe nổ máy như bình thường cái này ai cũng rợn da gà đã vừa mới nổ máy xong cái đứa nhỏ nó vô tay ông cục đầu đi rồi ông cục đầu bỏ đi rồi xe nổ máy rồi xe nổ máy ông cục đầu bỏ đi rồi nó vui nó vui như tết đã rồi lúc này bắt đầu là người ta mới tập trung vô câu chuyện lần này bắt đầu mới tin đã rồi bắt đầu mới lên xe mới chạy đi thì ông mới kể ông mới ngồi sau ông mới kể nó ờ à, nãy thì con tôi nó thấy vậy 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 tôi không có thấy thì con tôi nó nó nhìn lên trên nó thấy có cái người cục đầu ngồi kế bên tài xế vậy vậy rồi nó kêu là bây giờ đuổi xuống đi rồi. thì tôi cũng làm theo ý đó thôi à mà thôi đi trời ơi mấy bữa nay tôi cũng nghe rồi mấy cái người tài xế trước kể rồi nghe nói đi hài cốt tìm hài cốt liệt sĩ rồi có người dí theo xe đồ nhiều lắm thôi chắc là có rồi đó chứ không phải không có đâu đó lúc đó bắt đầu là mới tin à, là có người ngồi trên xe là cái xe nó không có chạy được là như vậy à, nhưng mà đứa nhỏ nó cũng không có bệnh gì trong người giống như là mình nghĩ cái đứa nhỏ nó thiệt nha nếu mà những cái đứa nhỏ đó như vậy đó là lớn lên nếu như mà nó có đường lối đi đàng hoàng thì chắc có thể là một là đi tu còn hai là đi theo đeo đi điều kia theo cái hướng mà đi làm thầy mọi người tại vì nó gặp ma mà nó nói chuyện một cách nó bình thường mà giống như là cái chuyện mà nó đuổi nó biết à bây giờ đuổi cái ông nó xuống đi lặng xe đề máy được là cái đó liếm như là từ ở trong cái cái, cái, cái thiên bẩm của nó nó biết cái điều đó rồi đó là có có ai đó là tự nhiên tự, tự trong nó nó nói ra như vậy thì những đứa đó là những đứa đó rất là có căn một là chỉ là đi tu hai là đi làm thầy còn không là nếu mà chỉ sống bình thường như vậy là sẽ rất là dễ gặp những cái người khỏi ăn à đó là như vậy buồn hen rồi chưa thêm mỗi câu chuyện cuối cùng cũng nói về những người hành khách cái lần hôm đó nó bắt đầu á thì cũng đi cũng nguyên một cái đoàn xe mà từ cái lúc đó bắt đầu là mới có một cái quy định là à là lên xe là tắt đèn này nọ đồ rồi để à, à, không có nói chuyện nha tại vì khi mà lên xe mọi tưởng tượng là cái xe nó ngồi ngồi trên xe như vậy là đi trong rừng nó tối thui à hai ba giờ đêm thì bây giờ cũng ngồi nói chuyện với nhau thì cũng tiết kiệm đèn dầu thì cũng tắt bớt nhưng mà để lại hai ba cây rồi bắt đầu nói chuyện cầm dơ dơ như gì nè có người đứng dơ lên cho nó sáng rồi mình nói chuyện như mình nhìn mặt nhau mình nói chuyện thì bắt đầu cũng cái xe cũng đang chạy vô cái đoạn rừng nó như vậy cái bắt đầu là mới nghe mọi người tưởng tượng là một cái xe chạy cái lối đi giữa rừng như vậy rừng cao su vậy bắt đầu hai bên cái nghe cái tiếng mà rừng cao su mà tới mùa nó rớt lá xuống mùa, mùa hơn nó cái mùa tới mùa thay lá đó là lá khô nó đầy hết trơn à mà cái rừng này là cái rừng người ta cũng không có xài tới nữa thành ra là cái lá khô rất là nhiều thì đang cái xe đang chạy chậm 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 như vậy trời cái xe chạy không là bốn chục cây số trên giờ chứ mà nếu có chở người đó mà chở mặn lần hai chục người xe chạy chừng có hai ba chục cây số trên giờ à chạy nhanh người ta rớt xuống sao thì đang chạy chậm chậm như nó bắt đầu mới nghe nghe hai bên luôn nha nghe cả hai bên mà trong cái đường cao su á có người người ta chạy theo chạy theo mà đạp lên trên cái lá cây nghe xào 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 như vậy luôn nè mà nhìn hai bên mỗi bên như vậy là cũng năm bảy người năm bảy người hai bên đó đen thù lùi trong trong rừng cao su mà giống như trong cái bìa rừng cao su á mới chạy theo mới giọt mới chạy mà dí theo chạy rất là lẹ thì lúc đó thời điểm đó đó ở trong cái khu mà gọi là cái khu um, uh, kinh tế mới á không có trộm cướp đâu mọi người tại vì lúc đó không có tài sản làm nhiêu là xài hết nhiêu là ai cũng nghèo khổ không không có trộm cướp thành ra là những cái người này người ta không có nghĩ là trộm cướp mà người ta nghĩ là à chắc là người dân người ta đi làm cao su rồi bây giờ là người ta rượt theo để người ta đi nhờ xe để người ta đi về kiểu như vậy đó nhưng mà sao mà rượt theo như hồi nãy mình có kể cái đoạn đó sao mà rượt theo phải ơi chờ tôi với cho tôi đi chung cho tôi quá gian phải là ó lên không không có la ó gì hết trơn á mà cứ rượt theo mà im ru im rù mà cứ dí theo thì những người này người ta mới đập người ta mới lên người ta mới đập đập trên cái 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 cabin tài tài, tài xế nó cứ tấp vô để mấy người nè hai bên đâu cũng mười mười mấy hai chục người nè thôi thôi coi chở giùm ta chở giùm ta để uh, đi lên cho, cho người ta về thì cái người tài xế họ không có biết có nghĩa là nguyên cả một cái nhóm hành khách mười mấy người ngồi đằng sau ai cũng nghe ai cũng thấy duy nhất có người tài xế không thấy thì cái người tài xế đó họ cũng họ cũng chạy, ch họ không có dừng lại họ chạy chậm chậm lại họ về số họ đạp cô họ thả trớn họ chạy chậm chậm bao giờ mấy bên nói có thấy ai đâu thôi đi cái xe này chở dữ lắm chừng cỡ hai chục người à đợi trên xe mười mấy người rồi chở thêm mười mấy người nữa chạy không nổi đâu nha hư xe nọ đâu lại tôi có thấy ai đâu cái gì kỳ vậy thì cái xe mới vừa đang chậm 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 lên thì những người này mới những người hành khách đã dòm xung quanh thì thiệt tình đúng không có một cái người nào nữa trên âm thanh bước chân chạy theo nó im ru bà ru mà nó nhớ rõ ràng lại thấy nha, thấy thấy đầu cổ chân tay chỉ là không lấy được cái mặt thôi chứ mà còn đầu cổ chân tay mình mãi thấy rượt theo mà cầm cốt cầm xẻng của người cầm súng cầm này dự rượt theo mà mọi người đã rồi cái đầu cũng hơi nghi nghi nói thôi, thôi thôi đập đập cửa thôi thôi, thôi, thôi chạy đi chạy được đoạn chừng có hai ba trăm mét nữa đã là thấy hai bên tôi nói dí này không có đông mỗi bên vậy năm bảy người mà cứ rượt 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 theo cái tay cứ quắc 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 giống như là kiểu như cho tấp vô để mà cho đi nhờ mà không lên tiếng những im gô bà gù vậy đã thì những người này bắt đầu ta rung rồi ta sợ rồi thôi, thôi, thôi 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 không có nói chuyện nữa mấy cái đèn bây giờ tắt hết đi giống như là bây giờ giống như là trong người tưởng tượng là giữa một cái rừng như vậy rồi đi rồi bắt đầu là có những cái ánh đèn ánh nến đèn dầu nó hút cái âm khí đó thì bắt đầu là có một cái luồng sáng đi giữa rừng như vậy thì những cái người này người ta mới dí theo những cái dông linh người ta thấy người ta thấy cái luồng sáng sáng do cái đèn dầu nó phát ra đó người ta mới dí theo đó thì những người lớn lớn tôi kêu bây giờ thổi hết đèn dầu tắt hết ngồi im ru không có ai nói chuyện với ai nữa trơn á có có niệm phật niệm kinh niệm chú gì đó đó đã rồi có niệm giữ lúc đó là có những người bên đạo 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 chúa rồi đó là có niệm kinh chúa niệm thầm trong miệng thôi không có được phát ra không có tạo ra bất kỳ một cái âm thanh nào nữa trơn ở đây mạnh này nó chấm chấm vô thổi hết đèn dầu im gu bắt đầu là ngồi sát rạc sát rạc nhau nghe đó sát rạc nhau bắt đầu là cứ ngồi cứ im gu cứ ngồi như nãy mình ở đầu chuyện mình có diễn tả đó cứ ngồi im như này ngồi im nè bắt đầu liếc liếc qua hai bên vẫn thấy vẫn thấy những cái người đó họ dí theo đã nhưng mà giống như thiệt tình là giống như là họ không thấy đường vậy đó à hồi nãy là nhờ những cái đèn đó mùi tưởng tượng là những cái đèn đó họ là cái kiểu như là dẫn đường họ dí theo họ dí là họ dí theo cái ánh đèn Mọi tưởng tượng không, họ dí là họ dí được cái ánh đèn thì bây giờ tắt hết đèn, không nói chuyện nữa thì họ cũng dí theo nhưng mà họ dí được khoảng chừng cỡ hai ba chục mét cái từ từ giống như họ nói đường vậy đó, cái người này không dí cái người kia không dí cái từ từ bắt đầu là ngưng ngưng ngưng, không phải là đùng một cái là ngưng lại hết, không phải đùng một cái là biến mất hết, đã mà từng người từng người đứng lại đứng lại đứng lại không còn dí nữa. À, giống như kiểu là họ không còn thấy nữa đó họ thấy sao kỳ không còn đèn dầu không còn thấy họ mới đứng lại hết chứ mày đó mà đứng nha lúc đó nhìn những người này người ta nhìn tại vì cái xe nó chạy chậm lắm đó thành ra là nhìn thấy là hai bên những người đó đứng mỗi bên năm bảy người bảy tám người đó cứ đứng ơi, đứng ở trong đó mà cứ đứng dòm 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 theo cứ dòm 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 theo giống như giống như không thấy đường vậy đó kiểu như vậy đó thì lúc này bắt đầu xong cái sao cái vụ rồi người ta mới nói với nhau đó. là sau này đi là nhất là những cái đoạn khác thì không nói nha tại không phải là đoạn nào cũng có ma đã không tùy đoạn rừng cao su nó nó bạc ngàn lắm mọi người ở đường này đường kia nó nó là nguyên cả một cái xã mà đó là nguyên một cái xã bình long ở dưới tỉnh sông bé mà phải tỉnh bình long ta xã bình long rồi mình như mình có nói nhầm sao đó là kiểu như vậy nó động lắm thành ra là chỉ đúng duy nhất cái đoạn đó là cứ đi cái đoạn đó là tắt đèn à thổi hết đèn dầu không nói chuyện nói gì chân khi nào tới nơi năm bảy cây số tới nơi rồi muốn nói gì đó nói đó đó thành ra khi mà chị lan chị lên xe rồi thì chị mới à, trong một cái lần mà đi làm rồi ha lên chuyến xe thấy cái điều lạ quá tự nhiên lên xe đang mắc nói muốn chết đang nhiều chuyện muốn chết tự nhiên thổi hết đèn dầu tối hù mà ai nấy cũng ngồi im ngô mà nhìn đáng sợ mà nó buồn chán nhưng mà cuối cùng khi mà nghe được cái tin đó rồi bắt đầu mới biết đó thì những lần sau là chị lan chị nói là trong suốt mấy năm luôn cho tới khi sau này là xong hết rồi đó bắt đầu là di cư về bắt đầu là về sài gòn ở lại đó ngang là hết khu, khu, khu kinh tế mới rồi nghe thì đó là trong suốt những thời điểm đó cứ đi cứ đi là cứ lên xe ngồi là im ru bà ru và lâu lâu cứ nghe hoài hả lâu lâu cứ nghe đi ngang có người ngồi trên xe có người dí, có người quắt xe rồi đó là suốt luôn trời ơi lúc đó chị nói là đó đây là những cái câu chuyện mà chị biết bản thân chỉ biết bản thân chỉ nghe kể lại thân thuộc là láng giềng người ta kể lại chỉ mới kể lại cho mọi người nghe chứ còn ngoài những câu chuyện này chị nói là nhiều lắm Trời ơi, mấy bữa là nghe chuyện ma mấy bữa là nghe chuyện ma mới gì thấy ông này chết là mấy bữa sau là bảo đảm thấy ông đó không hiện về Chị nói giống như là cái khu đó vòng vòng cái khu đó lắm lúc đó thời điểm đó là chưa có chùa chiền chưa có nhà thờ này nọ đồ nhiều thành ra là khi mà cái dông mà khi mà người ta chết đi mà giống như là giấy tiền vàng bạc còn không có nhang đèn còn không có rồi sư thầy là thầy tụng này nọ rồi lại càng không có nữa cứ là cứ chết chôn chết chôn chết không có để mà chỉ mà đám ma để ba ngày coi ngày lành tháng tốt rồi nọ coi giờ có ngày chôn có thầy tới tụng đưa đám mở cửa má không có nó khổ lắm mọi người ơi chị lan nói lúc đó là chết cái bụp cái là 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 đó để trong đó để để để, để hoàng để chừng có mấy tiếng đồng hồ đó hàng xóm láng giềng tới ngó ngó coi coi xíu rồi đó rồi bỏ vô cái hòm cây rồi đem đi chôn thành ra khi mà những người mất người ta không có được những cái những cái câu kinh câu chú đạo này đạo kia không đạo chúa cũng có cái, cái phong tục mà trước khi mất trước khi chôn cũng có cũng có một vài cái phong tục mà đạo phật mình cũng vậy dân gian mình cũng vậy mở cửa mã rồi kinh chú này nọ hồi hướng thì những cái người những cái thời điểm đó khi mà mất trong cái hoàn cảnh như vậy đó người ta không có được nhận người ta không có được nhận được những cái đó nó thành ra là khi mà cái vong hồn người ta mình sẽ dùng cái từ là giống như người ta bị lạc lối vậy đó người ta không có cái người hướng dẫn À khi chúng ta sinh ra, chúng ta được à, bác sĩ, chúng ta được cha mẹ, chúng ta hướng dẫn cho con phải làm này, con phải làm kia, con phải ăn giờ này, con phải uống sữa giờ nó đút sữa mình ăn. Thì khi mình mất đi đó, thì những cái người mà làm về tâm linh, ví dụ như sư thầy, ví dụ như cha nhà thờ, ví dụ như thầy tụng, người ta sẽ hướng dẫn à là bây giờ mất sẽ phải như thế nào, sẽ phải đi về chùa, sẽ phải sao sao, sẽ phải ăn cơm cúng như thế nào. Nhưng mà còn những người này họ không được nhận như vậy, họ mất rồi là họ họ cứ bị lạc lối vậy đó họ cứ lang thang lang thang thành đó là chỉ nói là cái lúc đó là cứ ông này mà chết là bảo đảm mấy tháng sau là một chừng một hai tuần lễ sau thôi là nghe chuyện ông này ông hiện về ba là, là lúc mà ông sống ông hay làm gì đó lúc ông chết ông làm gì lúc sống trẻ củi lúc chết thêm ngọn trẻ củi đã là lúc sống ông hay là đi 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 đặt bảy thú đi trẻ đi đi đốn củi trong rừng là cứ lúc mà chết là thấy ông cứ như vậy nó nhiều tới mức độ như vậy là ừ là có đứa con nít là bình thường nó hay đi nó hay đi vòng 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 nước mũi nó chảy 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 sao là lúc mà nó chết mọi người thì nó cũng hiện về y chang như vậy luôn những vong hồn mà kiểu như lạc lối những vong hồn lạc lối như vậy đó rất là 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 tội nghiệp luôn hả mọi người ha sau này rồi bắt đầu là tới cái thời điểm mà khi mà chị gần gần ra khỏi khu vực đó, đó thì bắt đầu là chị nói là à là đã có những cái những cái chùa gọi là chùa nghèo mọi người chùa chùa nhà lá nhà thờ cũng vậy là có nhà thờ nhà lá luôn nha chứ không phải là không đâu nha đó là lúc đó rồi bắt đầu là à, con em những người thân hữu ở đây đã những người thân thân nhân ở đây người ta mới à mới tới đó rồi à, thầy ơi tôi có con tôi nè cháu tôi nè chết năm mấy năm mấy ngày giờ người ta có ghi người ta có ghi tôi nhớ trơn á đó. đó là tuổi gì tên gì nè bây giờ chết gì nè bây giờ thôi bây giờ lúc đó chết nghèo khổ quá không có thầy bà trên thôi chết chôn chết chôn rồi bây giờ là tụng giùm tụng giùm đã thì riết rồi bắt đầu á, là những khi mà có chùa có nhà thờ rồi bắt đầu là người, người ta mới đảm nhiệm cái vấn đề về những cái gọi là phật sự phật sự pháp sự à thì từ từ rồi cái khu đất đó bắt đầu là nó khi mà chị đó là cái lúc mà chị rần rời khỏi cái chỗ đó là gần như là không thấy ma nữa à thứ nhất là dân bà con ta về có nhà tường có nhà lầu rồi để bắt đầu là à là có chùa chiền này nọ đồ lên rồi đó nhà thờ nọ lên rồi đó mấy cái luôn rồi đó thì bắt đầu là từ từ những cái hiện tượng ma nó đã nguôi dần bớt đi và không còn nữa hả mọi người ha à rồi đó đó là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay nó là như vậy để cho mọi người biết là có những người nó nói à, à chùa chiền là chỉ lên rồi thỉnh rồi lên thỉnh phật này nọ đồ thấp nhang hay là nhà thờ chỉ vào đi lễ nọ đồ không một cái ngôi chùa một cái nhà thờ làm lên như vậy đó là một phần là dành cho người dương mình và một phần rất là nhiều nữa mà dành cho những người khỏi âm đó như công chuyện mình nói không nếu mà khu vực đó mà không có những cái nơi tâm linh như vậy đó những cái nơi mà người ta hướng về tâm linh như vậy thì những cái vong linh cũng vậy họ không, họ không có nơi họ về họ cứ đi quay quần quay quần cứ hiện về hoài vừa chết hiện về vừa chết hiện về hoài luôn mà đó, đó là như vậy ha mọi người ha, thôi rồi, ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Và nhớ nha, nhớ đừng quên mọi người, hồi nãy mình có kể nhưng mà, mình có nói rồi đó em là cái à, địa chỉ mới của chi nhánh 1 của mình, là đã chuyển từ 719 đường 3 tháng 2, giờ qua 615 đường 3 tháng 2. Nó rất là gần luôn mọi người ơi, ai mà tới địa chỉ 1 hoài đó thì rất là dễ, mọi người cứ tới đúng cái địa chỉ 1 719 mọi người chạy lên nữa ngồi chạy hướng về 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 về, về, về quận nhất ấy, hướng về trung tâm Sài Gòn á, đã chứ đừng hướng về Phú Lâm nha để đúng một người tới cái chi nhánh 1 đó, 719, một đó, bảy trăm mười người chạy lên độ chừng cỡ đâu trăm mét, trăm hai trăm mét gì thôi là vừa qua khỏi đường Ngô Quyền chút xíu thôi, đã là một người sẽ thấy được cái uh, địa chỉ mới của mình là 615 trăm mười cách có chỗ chừng có chừng có hai ba trăm mét thôi. Vậy nha, ngày mai thì gửi uh, quên xin lỗi, hơn khi một người nghe tập tập chuyện này đúng là ngày mai là chủ nhật là mình sẽ có mặt ở đó mọi người nghe, đó hy vọng là mọi người sẽ ra vào đó để ủng hộ lại nghe và nhớ nghe tập chuyện này là tập chuyện à, 504 mình đăng nó hơi trễ nó cũng khoảng chừng cỡ 11 giờ đêm 12 giờ đêm gì đó nhưng mà tới 12 giờ trưa ngày hôm sau là vẫn có tập 15, 1505 nha hai tập nó hơi gần nha chứ không phải là mình không có nghĩ đâu nha nghe tập chuyện này rồi thì nhớ là à, chờ tập chuyện kia luôn nghe là nếu mà có là có thể là trong ngày mai mình sẽ có hai tập liên tục một người nghe luôn á nhớ nha 504 và 505 là hai tập nó kế gần nhau vậy ha mọi người ha thôi rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha nhưng mà xin chào tất cả mọi người